Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 249. Cắn nuốt hết rồi. Lâm Phong nhìn cảnh tượng trước mặt, biểu cảm vô cùng khó tin. Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, năng lượng tinh khiết thật. Không thể không nói, chỉ cắn nuốt một lần này thôi mà tu vi của hắn đã thăng lên rất nhiều. Quả thực quá đã. Hắn cũng không ngờ là trận pháp này lại biến hóa thành kiếm Thanh Huyên, hơn nữa còn mô phỏng theo kiếm kỹ vừa rồi của hắn. Chỉ có điều sức mạnh nòng cốt của đối phương không giống với hắn, nhưng chỉ cần ngươi hóa thành kiếm thì ta đều có thể cắn nuốt. Quả thực rất sảng khoái. Diệp Huyên hơi cong khóe môi lên, hắn lại búng tay một cái, kiếm Thanh Huyên nhanh chóng phá không lao đi. Đúng lúc này, trận pháp lại lần nữa tuôn ra luồng huyết quang khác để chống lại kiếm Thanh Huyên. Không chỉ thế, kiếm Thanh Huyên vẫn bị nó đẩy lùi lần nữa. Mà lúc này, huyết quang kia cũng biến ảo thành một thanh kiếm lao về chỗ Diệp Huyên. Giống như lúc trước, Diệp Huyên không né tránh mà để mặc thanh huyết kiếm này đâm vào giữa trán mình. Trong nháy mắt, trong cơ thể Diệp Huyên lại lần nữa bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng. Cứ như vậy, Diệp Huyên cứ hết lần này đến lần khác tái diễn một màn như thế, trận pháp kia cũng rất phối hợp. Lần nào cũng mô phỏng theo cách Diệp Huyên xuất kiếm, vậy là Diệp Huyên cứ thuận thế không ngừng cắn nuốt sức mạnh của trận pháp. Lâm Phong ở bên nhìn mà cũng sững sờ. Bởi vì ông ta phát hiện sức mạnh của trận pháp đang ngày càng yếu đi. Ngược lại, khí tức của Diệp Huyên lại càng ngày càng khủng bố. Chơi như vậy cũng được hả? Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập sự tò mò, với mắt nhìn của nàng, tất nhiên có thể nhìn ra được. Diệp Huyên có thể bình tĩnh để bị đâm như thế là bởi vì thể chất của hắn đặc biệt. Cắn nuốt kiếm. Không thể không nói, thể chất cắn nuốt kiểu này rất khủng bố. Cứ như thế, thời gian từng chút trôi qua, trận pháp ngày càng yếu đi, mà Diệp Huyên thì lại ngày càng mạnh lên. Qua không biết bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên lần nữa tung kiếm ra, lần này trận pháp đã không thể chống lại kiếm của Diệp Huyên, bắt đầu ầm ầm đổ nát. Sau khi trận pháp sụp đổ, Kỳ Điện Hạ chậm rãi đứng lên, sau đó bước từng bước đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, đa tạ. Diệp Huyên cười nói, đôi bên cùng có lợi mà. Kỳ Điện Hạ gật đầu, sau đó nói, Diệp công tử có thể đi theo ta một chuyến đến Dương Minh không? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Dương Minh. Kỳ Điện Hạ gật đầu, nơi đó có kho báu đế quốc Minh ta năm đó để lại, đến đó rồi ta mới có thể cho Diệp công tử thứ cậu muốn. Diệp Huyên trầm mặc. Kỳ Điện Hạ cười nói, Diệp công tử yên tâm, lần này không còn ai để nhờ cậu cứu nữa đâu. Chỉ đơn thuần là đi lấy bảo vật mà thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Kỳ Điện Hạ nói, vậy chúng ta đi. Trận pháp nơi đây đã bị phá, thần qua tộc hẳn là sẽ biết sớm thôi, không tiện ở lại đây lâu đâu. Nói rồi, nàng liền xoay người bước về phía trước, vừa bước đi, nàng và Lâm Phong đã biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyên cũng ngự kiếm bay lên, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu. Chẳng mấy chốc, cả ba đã đến được một phế tích, mảnh phế tích này phải trải dài hơn triệu dặm, nhìn không thấy đâu là đầu đâu là đuôi. Dương Minh đã từng huy hoàng, nay chỉ còn là một mảnh phế tích. Diệp Huyên thầm cảm khái trong lòng. Không biết thư viện Quan Huyên sau này có nhận lại kết cục giống như thế không? Lâm Phong ở bên nét mặt đã đượm buồn. Đế quốc Minh đã từng huy hoàng biết bao nhiêu. Nơi quân đoàn thần chiến đi qua, gió thổi cỏ rạp. Mà bây giờ, tất cả quá khứ đó đã trở thành hư vô, chỉ còn lại đất cát hoang tàn. Ngược lại là Kỳ Điện Hạ rất bình tĩnh, nàng bước chậm vào sâu trong phế tích. Trên đường đi, nàng cười nói, thực tế đã chứng minh, thế lực có huy hoàng đến mấy cũng sẽ có ngày sụp đổ thôi. Như khói hoa vậy, chỉ rực rỡ nhất thời. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ trở thành một đống tro tàn. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Kỳ Điện Hạ, sau đó nói, cô muốc phục quốc không? Kỳ Điện Hạ cười hỏi, làm sao được? Rồi nàng lắc đầu, chúng ta đã không thể cứu vãn được rồi, đế quốc Minh đã thành quá khứ rồi. Diệp Huyên không nói gì thêm, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này không đơn giản. Kỳ Điện Hạ đi về phía xa, dọc đường đi, nàng đưa mắt nhìn bốn phía. Ánh mắt tĩnh lặng như nước, chẳng gợn lên được điều gì. Nhưng Lâm Phong ở bên thì ngược lại, vẻ mặt âm u, trong mắt không thể che giấu được nỗi bi thương.
Chỉ chốc lát, ba người đã đến được trước một tòa cung điện cũ nát, nhìn cung điện trước mặt này, rốt cuộc trong mắt Kỳ Điện Hạ cũng gợn lên được chút tình cảm, nàng khẽ nói ta đã từng lớn lên ở đây. Diệp Huyên đột nhiên nói, năm đó người phản bội các cô là người rất quan trọng trong đế quốc Minh đúng không? Kỳ Điện Hạ gật đầu, là ca ca của ta, cũng chính là thái tử năm đó của đế quốc Minh, trừ quân đoàn thần chiến ra, hắn trông coi hết thảy quân tinh nhuệ của đế quốc Minh, và cũng là người có thiên phú yêu nghiệt nhất đế quốc, chỉ xếp sau ta. Nghe vậy, Diệp Huyên ngẩn người, sau đó nói, thân phận của hắn hiển hách như vậy, nếu phản bội thì có lẽ không phải vì quyền thế, đã vậy thì chắc là vì nữ nhân. Nữ nhân. Kỳ Điện Hạ nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử rất thông minh. Nữ nhân. Diệp Huyên lắc đầu, hồng nhan họa thủy, cũng may ta không gần nữ sắc. Lâm Phong liếc mắt nhìn Diệp Huyên, ta tin ngươi thì đi đầu xuống đất. Kỳ Điện Hạ khẽ nói, Diệp công tử, cậu có thể vì nữ nhân mà giết cha mình không? Nghe vậy, Diệp Huyên vội xua tay, không không, có đánh chết ta cũng không, cô đừng có hỏi mấy câu rợn người như vậy chứ. Giết cha? Đừng có đùa chứ. Chuyện có mức độ khó khăn cao thế này, đừng làm thì hơn. Đương nhiên, thi thoảng nghĩ đến thì cũng có thể. Còn chuyện hành động, thì tuyệt đối không thể làm. Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử hẳn là một người hiếu thảo. Diệp Huyên chần chừ chốc lát rồi nói, chủ yếu là ta đánh không lại. Kỳ Điện Hạ. Diệp Huyên cười nói, Kỳ cô nương, ca ca người bây giờ đang ở thần qua tộc sao? Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên do dự chút rồi hỏi, thứ cho ta nói thẳng, có phải năm đó ca ca ngươi và nữ tử thần qua tộc yêu nhau, nhưng phụ thân và các cao thủ đế quốc Minh ngươi không đồng ý không? Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên, sao ngươi biết? Diệp Huyên cười nói, nếu đồng ý thì sao hắn lại phản bội chứ? Vẻ mặt Kỳ Điện Hạ phức tạp, đúng vậy, năm đó chính vì không đồng ý, hắn mới làm ra loại chuyện như vậy. Diệp Huyên lại hỏi, hai người họ là yêu nhau, hay là mỹ nhân kế thực chiến của thần qua tộc? Kỳ Điện Hạ khẽ cười nói, chuyện này thì không biết. Nhưng, ta thì hy vọng bọn họ thật lòng yêu nhau. Diệp Huyên nhìn Kỳ Điện Hạ, hình như ngươi không hận ca ca ngươi. Kỳ Điện Hạ lắc đầu, hận cũng không còn ý nghĩa gì. Diệp Huyên gật đầu, quả thực. Kỳ Điện Hạ khẽ cười, sau đó đi về phía cung điện cũ nát kia. Diệp Huyên và Lâm Phong cũng đi theo. Dưới sự dẫn dắt của Kỳ Điện Hạ, ba người đã đến trước vương phủ này chỉ còn lại một nửa. Kỳ Điện Hạ cười nói, vẫn tốt. Nói xong, nàng đi đến trước vương phủ, thầm niệm chú, vương phủ kia đột nhiên chuyển động, sau đó, một luồng sáng trắng chậm rãi bay ra. Kỳ Điện Hạ xòe tay, luồng sáng trắng kia lập tức rơi vào trong tay nàng. Sau đó, nàng quay người nhìn Diệp Huyên, xòe bàn tay. Một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, trong nhẫn chứa đồ, vừa đúng có 100 triệu thần qua tinh. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi nên có được. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, Kỳ cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn quay người lập tức ngự kiếm đi, biến mất nơi cuối tinh không. Hắn không muốn dính vào bãi lầy của đế quốc Minh và thần qua tộc. Có được lợi lộc rồi thì lập tức rời đi. Kỳ Điện Hạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Lâm Phong bỗng nói, Điện Hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Vẻ mặt Kỳ Điện Hạ bình tĩnh, trốn. Lâm Phong sững người. Kỳ Điện Hạ cười nói, người của thần qua tộc có lẽ sắp đến rồi. Đi thôi. Lâm Phong do dự rồi nói, thiếu niên này không phải người bình thường, chẳng lẽ không nên giá họa để người này đấu với thần qua tộc? Chúng ta thành ngư ông đắc lợi sao? Kỳ Điện Hạ nhìn Kỳ Phong, sau đó nói, hành vi như vậy, có khác gì cầm thú? Lâm Phong cúi đầu, không dám nói gì. Kỳ Điện Hạ khẽ nói, Diệp công tử này, không phải người bình thường, chúng ta và hắn tuy đã sạch nợ, nhưng cũng xem như kết phần thiện duyên, nếu chúng ta tính kế với hắn, vậy thì phần thiện duyên này sẽ biến thành ác duyên. Nói rồi, nàng khẽ lắc đầu, lại nói tiếp, hơn nữa. Hành vi như vậy, phạm vào bản tâm của ta. Lâm Phong thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Năm đó ở đế quốc Minh, nhân duyên của Kỳ Điện Hạ rất tốt, bởi vì nàng rất lương thiện.
Kỳ Điện Hạ lại nói, hiện tại chuyện chúng ta có thể làm là lẩn trốn, đợi thần qua tộc buông bỏ phòng bị với chúng ta, như vậy, chúng ta mới có thể làm được nhiều chuyện hơn. Lâm Phong do dự rồi nói, e là bọn họ sẽ không buông bỏ phòng bị với chúng ta. Kỳ Điện Hạ cười nói, vậy thì dẫn đến điểm thu hút mới. Ví dụ như, kho báu của đế quốc Minh. Nói rồi, nàng liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, có thể để lộ một vài điểm kho báu thích hợp, mấy người bên dưới thần qua tộc chắc chắn sẽ có hứng thú với kho báu đế quốc Minh. Còn về chúng ta, ngoài các cao thủ đời trước năm đó của thần qua tộc, thì các cao thủ thế hệ này của thần qua tộc không thù hận gì nhiều với chúng ta, vì vậy, chỉ cần kho báu xuất hiện, sự chú ý của bọn họ sẽ chuyển sang những kho báu kia, còn chúng ta không cần phải đối đầu với bọn họ. Lâm Phong khẽ gật đầu, mọi chuyện đều nghe theo Điện Hạ. Kỳ Điện Hạ khẽ cười, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lâm Phong vội đi theo. Một nơi nào đó trong tinh không, Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, khẽ nhếch miệng. Lại thêm 100 triệu thần qua tinh. Hiện tại hắn đã có đủ 190 triệu thần qua tinh, bởi vì lúc trước tu luyện nên đã tiêu hao hết 10 triệu. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ, hắn quay đầu nhìn xung quanh, sau đó lấy ra một miếng bùa truyền âm ra bóp nát. Liên lạc với Thanh Khâu. Thế nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhíu chặt mày, bởi vì không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Mà hắn cũng không cảm nhận được Thanh Khâu. Chẳng lẽ nhà đầu này lại rời đi rồi? Vẻ mặt Diệp Huyên trùng xuống. Hắn cũng không lo lắng về an nguy của Thanh Khâu, đùa sao, nhà đầu này rất mạnh. Diệp Huyên im lặng một lúc, hắn quay người rời đi. Hắn quyết định đi làm quen hoang chiến trường trước, Thanh Khâu đã dẫn một nhóm người đến đây rèn luyện, chắc chắn có người biết. Không lâu sau, Diệp Huyên đã đến hoang thành. Đây là một tòa thành cổ xưa, trước đây được thống trị bởi đế quốc Minh, nhưng, bởi vì vị trí địa lý hẻo lánh, nên sau khi thần qua tộc tiêu diệt đế quốc Minh, nơi này cũng không gặp tai họa gì. Mà thần qua tộc cũng không hứng thú gì với nơi này, cho nên hiện tại nơi này là một tòa thành tự do. Mà trải qua nhiều năm phát triển như vậy, hiện tại tòa thành này đã rất phồn hoa, là nơi chiếm cứ của các thế lực. Diệp Huyên đang định tiến vào thành thì bị một thị vệ lập tức ngăn lại. Thị vệ quan sát Diệp Huyên, cũng không nói gì. Diệp Huyên khẽ cười, điểm tay, mấy miếng tinh thạch bình thường xuất hiện trước mặt thị vệ nhận lấy tinh thạch, sau đó lùi sang bên cạnh. Lúc này, tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, tại sao người phải dung túng cho loại người này chứ? Diệp Huyên nói, vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì? Tiểu tháp nói, tiêu diệt. Diệp Huyên cười nói như ngươi cũng không phải không có đạo lý, nhưng... Đối với ta mà nói, cho hắn hay giết hắn, cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Có thể làm, cũng có thể không làm. Tiểu tháp trầm giọng nói, người như vậy là dung túng. Diệp Huyên khẽ nói, có vài quy tắc không tốt, tồn tại cũng là hiển nhiên. Ví dụ, ta giết hắn, đổi người đứng ở đây, đối phương cũng vẫn tiếp tục làm ra chuyện như vậy. Trừ phi ta tiêu diệt toàn bộ tòa thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu tháp im lặng. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nói, lời của ngươi, khiến ta nghĩ đến một chuyện, đó là thư viện của ta. Có thể tưởng tượng, trong thư viện, chắc chắn cũng có những quy tắc mà ta không biết, có thể ngăn chặn hết được sao? Không thể, con người đều có lòng tham, ta không thể tiêu diệt được lòng người. Tiểu tháp thấp giọng nói, vậy người cứ dung túng như vậy sao? Diệp Huyên khẽ nói, những chuyện phiền phức này cứ giao cho Thanh Khâu và Tần Quan xử lý đi. Ngươi và ta bận tâm làm gì? Nói xong, hắn đi vào trong thành. Lúc này, thị vệ kia bỗng nói, đợi đã. Diệp Huyên quay người nhìn thị vệ kia, thị vệ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không đủ. Không đủ. Diệp Huyên chớp mắt, trước đó ta thấy người đi vào thành đưa tinh thạch cho ngươi, ta so với bọn họ, có lẽ chỉ nhiều hơn chứ không ít. Thị vệ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta nói không đủ là không đủ. Diệp Huyên cười nói, có phải người nghĩ rằng ta dễ nói chuyện không? Cho nên mới muốn lấy nhiều hơn. Thị vị khẽ nheo mắt, đây là hoang thành, ta. Diệp Huyên bỗng vung tay. Thị vệ lập tức bị tiêu diệt. Không kịp động đậy gì. Diệp Huyên quay người rời đi. Lòng tham không đáy. Sau khi vào thành,
Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, cuối cùng, hắn tìm đến một quán rượu, khách trong quán rượu cũng khá nhiều. Một tiểu nhị lên chào, khách quan muốn gọi gì? Diệp Huyên cười nói, đồ uống tốt nhất, thức ăn ngon nhất, cứ lên hết. Tiểu nhị vội nói, có ngay. Nói xong, hắn ta đi xuống. Diệp Huyên tìm một chỗ gần đường phố ngồi xuống, từ vị trí này, vừa hay hắn có thể nhìn thấy cả đường phố, trên đường, người đến người đi rất náo nhiệt. Không lâu sau, tiểu nhị đã bày rượu và thức ăn lên. Một bàn đầy ắp. Diệp Huyên kinh ngạc. Không thể không nói, lúc này hắn mới cảm nhận được giống như được sống. Là cao thủ tu luyện, thật ra ăn hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Mà bây giờ, ăn thứ đồ trước mắt, hắn mới cảm thấy bản thân là một con người. Người tu luyện càng tu càng mạnh mẽ, mà lòng người càng tu sẽ càng lạnh lẽo. Ngay lúc này, một cô gái trang phục miêu bỗng ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, nàng ta thắt bím tóc dài, trông dáng vẻ đáng yêu khéo léo, bên hông có một thanh đoản đao. Diệp Huyên nhìn cô gái, cười nói, muội muội có chuyện gì sao? Cô gái cười nói, ta là người của thần qua tộc. Diệp Huyên gật đầu, thì sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người giết chết người của ta. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ta không có. Cô gái nheo mắt, chúng ta đã điều tra, chính người giết người của ta, hơn nữa, người còn cứu một chiến tướng và một công chúa của đế quốc Minh. Diệp Huyên nói, ta không có. Cô gái nhíu mày, người dám làm không dám nhận. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô có chứng cứ không? Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người muốn giở trò sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, làm gì cũng phải có chứng cứ, chuyện không có chứng cứ, cô đừng có nói bậy. Cô gái cười nói, người muốn chứng cứ đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái vỗ tay, ở bên cạnh, một ông lão bỗng đi ra. Người đến chính là Trấn Nguyên lúc trước. Trấn Nguyên nhìn thấy Diệp Huyên, khẽ cười, Diệp công tử, lại gặp nhau rồi. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, chứng cứ ở đây, người còn có gì nói không? Diệp Huyên uống ngụm rượu, sau đó nói, ngươi không phải người của thần qua tộc. Cô gái nheo mắt, ngươi còn làm càn. Diệp Huyên nhìn cô gái, nếu cô là người của thần qua tộc, cô căn bản sẽ không nói nhiều lời vô ích với ta. Vì là một thế lực đỉnh cao, bọn họ sẽ không khiêm tốn như vậy. Rõ ràng, cô không phải thần qua tộc, nếu ta đoán không nhầm, cô là muốn đến dọa nạt ta, đúng không? Vẻ mặt Trấn Nguyên ở bên cạnh bỗng thay đổi. Cô gái im lặng một lúc rồi nói, người đừng có nói bậy, phải có chứng cứ. Diệp Huyên cười nói, rời đi, ta không phải người mà cô có thể gây sự được đâu. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người có được rất nhiều thần qua tinh, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, cô gái nói, chia cho ta một ít được không? Diệp Huyên nhìn cô gái, dựa vào đâu? Cô gái xòe tay, khi Diệp Huyên nhìn thấy vật trong tay cô gái, hắn lập tức nhảy dựng lên. Chết tiệt, a! Cô, vật gì? Kiếm khí. Mà luồng kiếm khí này không phải ai khác, chính là của cha. Kiếm khí người đàn ông áo xanh. Diệp Huyên ngây người nhìn cô gái trước mặt, cô là muội muội ta. Cô gái chớp mắt, không phải. Diệp Huyên nhíu mày. Cô gái lại nói, ta là đồ đệ của hắn. Hắn nói, ta có thể đến tìm ngươi, ngươi sẽ chăm sóc ta. Diệp Huyên im lặng. Lúc này hắn rất muốn mắng người. Mẹ nó. Hắn cũng muốn được chăm sóc mà. Lão cha này toàn làm những chuyện không giống người. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ta nên gọi ngươi là gì? Diệp Huyên thôi nghĩ, hắn quan sát cô gái, sau đó nói, ngươi được cha ta nhận làm đồ đệ, hẳn có điểm bất phàm. Cô gái gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên hỏi, bất phàm thế nào? Cô gái nhìn Diệp Huyên. Dương bá phụ nói ta là con gái của kẻ địch, vì vậy, nhận ta làm đồ đệ, có tính là bất phàm không? Diệp Huyên nhìn cô gái nhỏ chằm chằm, cô nghĩ sao? Cô gái nhỏ đứng dậy làm lễ với Diệp Huyên, sư huynh. Diệp Huyên im lặng. Cô gái lại nói, nếu ngươi thấy xưng hô như vậy không ổn thì ta có thể đổi lại. Diệp Huyên hỏi, sao lại đến làm khó ta? Cô gái thấp giọng thở dài, ta không làm khó ngươi. Quả thực ta là người của thần qua tộc. Nghe vậy, Diệp Huyên chợt ngây người, hắn quay đầu nhìn Trấn Nguyên ở bên cạnh,
Trấn Nguyên vội gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô là người của thần qua tộc. Cô gái gật đầu, ta tên Nam Du Du, tiên tổ ta và Dương Bá Phụ quen biết nhau. Họ Nam. Diệp Huyên nhíu chặt mày. Đương nhiên hắn không biết, bởi vì hắn hoàn toàn không biết chuyện xảy ra trong thời đại của cha mình. Trời thấy còn thương, hắn vừa sinh ra đã được nuôi thả rồi. Nam Du Du lại nói, vốn dĩ ta đúng là đến gây sự với ngươi, nhưng, ta cảm nhận được huyết mạch trong người ngươi, vì vậy, ta chỉ có thể nói đạo lý với ngươi thôi. Diệp Huyên cười nói, ta không có ý làm kẻ địch với thần qua tộc. Nam Du Du nhìn Diệp Huyên, nhưng, ngươi đã cứu kẻ địch của thần qua tộc. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cô xem thế này được không, quay về nói với bọn họ là nợ con cha trả. Cô bảo bọn họ đi tìm cha ta đi, cha ta tên Dương Diệp, thích mặc bộ đồ màu xanh, nếu cần thiết thì ta có thể cho các ngươi một bức họa. Nam Du Du chớp mắt, ngươi không sợ bị đánh sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, cha con ta tình sâu nghĩa nặng, ông ấy sẽ không đánh ta. Nam Du Du thấp giọng thở dài, sư huynh, chúng ta nói chuyện chính đi. Ta tuân mệnh đến bắt ngươi, mà bây giờ, ta cũng rất khó xử. Nếu không bắt ngươi mà quay về, ta sẽ bị xử hình. Nếu bắt về, ngươi lại là sư huynh ta, sao ta có thể xuống tay với sư huynh chứ? Cho nên, ta rất khó xử. Diệp Huyên nói, cô đi theo ta đi. Nam Du Du gật đầu, được thôi. Diệp Huyên ngây người, cô không suy nghĩ cân nhắc sao? Nam Du Du lập tức lắc đầu, không suy nghĩ. Diệp Huyên cạn lời. Trấn Nguyên ở bên cạnh, vẻ mặt rất khó coi. Thôi rồi. Mẹ nó. Người của thần qua tộc phản bội rồi. Còn làm gì được nữa? Nam Du Du quay đầu liếc nhìn Trấn Nguyên, sắc mặt Trấn Nguyên bỗng tái nhợt. Ông ta biết, đối phương muốn giết người diệt khẩu. Quả như dự đoán, Nam Du Du vung tay. Một luồng sức mạnh kinh khủng ập đến, Trấn Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị tiêu diệt. Nam Du Du vỗ tay, sau đó cười nói, sư huynh, vấn đề rắc rối được giải quyết rồi. Diệp Huyên cười nói, cô không sợ bọn họ đến kiếm chuyện với cô sao? Nam Du Du nghiêm túc nói, sư huynh sẽ che chở cho ta. Diệp Huyên nhìn Nam Du Du, sau đó nói, cô không phải người của thần qua tộc. Nam Du Du gật đầu, đúng vậy. Ta chỉ là một người thờ phụng nhỏ bé của thần qua tộc, thuộc về bên ngoài. Diệp Huyên uống một ngụm rượu, sau đó nói, cha ta cho ngươi một luồng kiếm khí. Nam Du Du khẽ gật đầu, để bảo vệ ta những lúc cần thiết. Diệp Huyên cười nói, ông ấy có cho cô gì khác không? Nam Du Du nói, một bộ kiếm điển. Diệp Huyên nói, ta có thể xem không? Nam Du Du xòe tay, một bộ kiếm điển xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mở ra nhìn, một lúc sau, hắn đóng kiếm điển lại rồi nói, hợp với cô. Bộ kiếm điển này đương nhiên rất tốt, nhưng không còn hợp với hắn. Nam Du Du nhìn Diệp Huyên, chúng ta phải rời khỏi nơi này, nếu không, đợi khi thần qua tộc tìm đến, chúng ta gặp rắc rối lớn mất. Diệp Huyên nói, giúp ta tìm một người. Nam Du Du nói, ai? Diệp Huyên nói, Thanh Khâu, nàng ấy dẫn theo 100 người đến nơi này rèn luyện. Nam Du Du thấp giọng nói, vậy có lẽ nàng ấy ở hoang địa, nơi đó là nơi ở của hoang yêu, là một nơi rất tốt để rèn luyện. Diệp Huyên đứng dậy, đi. Nam Du Du nhìn Diệp Huyên, được. Nói xong, hai người lập tức biến mất. Tại hoang địa. Không lâu sau, Diệp Huyên và Nam Du Du đã đến hoang địa, vừa tiến vào hoang địa, Diệp Huyên bỗng nhíu chặt mày, bởi vì hắn cảm nhận được vô số luồng hơi thở mạnh mẽ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn phía xa, nơi cuối tầm mắt là núi non trùng điệp. Nam Du Du khẽ nói, có lẽ bọn họ ở sâu trong núi, thực lực những hoang yêu kia rất mạnh, thần qua tộc có mấy lần muốn thu phục bọn chúng, nhưng đều không thành công. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, thực lực bọn họ có thể so với thần qua tộc. Nam Du Du lắc đầu khẽ cười, đương nhiên không thể, nếu thần qua tộc muốn tiêu diệt bọn họ thì vẫn rất dễ, nhưng, bọn họ có người che chở. Diệp Huyên hiếu kỳ, là ai? Nam Du Du thấp giọng nói, Trụ Vương, một người tu hành rất mạnh, ngay cả thần qua tộc cũng phải nể mặt ông ta, vì vậy thần qua tộc cũng không làm khó hoàng yêu tộc này. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn dãy núi kia, sau đó,
hắn khẽ nhếch miệng, bởi vì hắn cảm nhận được hơi thở của Thanh Khâu. Nhà đầu Thanh Khâu này đang ở trong ngọn núi này. Diệp Huyên nói, đi thôi. Nói xong, hắn dẫn theo Nam Du Du, muốn đi qua nhưng một luồng hơi thở mạnh mẽ bỗng từ trên trời giáng xuống. Cảm nhận được như vậy, sắc mặt Nam Du Du bỗng thay đổi, là cao thủ thần qua tộc. Diệp Huyên cười nói, chớ có hoảng. Lúc này, một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Nam Du Du, nhìn thấy ông lão áo đen này, sắc mặt Nam Du Du bỗng trùng xuống. Ông lão áo đen nhìn Nam Du Du, ta không ngờ, ngươi lại đi phản bội. Nam Du Du cười nói, ta cũng không ngờ, người cung phụng như ông lại đích thân đến. Ông lão áo đen lạnh lùng nhìn Nam Du Du, sau đó nhìn Diệp Huyên, hai người đế quốc Minh đang ở đâu. Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Ông lão áo đen nheo mắt, ngươi có thể phá phong ấn thần qua tộc ta, nghĩ ra cũng không phải người thường, nào, khai tên ngươi đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi thật sự cho rằng ta có thể phá phong ấn sao? Ông lão nhíu mày, ngươi có ý gì? Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen, quăng câu dài bắt cá lớn, hiểu không? Ông lão áo đen ngây người, Nam Du Du ở bên cạnh sững sờ, sau đó vội cười nói, ngươi cung phụng, nếu ngươi không hiểu, vậy ngươi có thể quay về hỏi thử các tầng lớp cao của thần qua tộc chúng ta. Sắc mặt ông lão áo đen trở nên khó coi. Chẳng lẽ đây thật sự là tính toán của tầng lớp cấp cao của thần qua tộc? Quăng câu dài, bắt cá lớn. Ông ta vẫn nửa tin nửa ngờ. Sở dĩ có chút tin tưởng, là vì hai nguyên do. Thứ nhất, hắn không tin Diệp Huyên có thể phá được phong ấn của thần qua tộc. Thứ hai, ông ta không tin Nam Du Du sẽ phản bội. Nam Du Du cũng không có lý do phản bội. Phản bội thần qua tộc. Chẳng khác gì tự tìm đường chết. Ông lão áo đen im lặng một lúc rồi nói, trong tộc có tính toán gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, thả bọn họ ra, sau đó lợi dụng bọn họ để diệt sạch tàn dư của đế quốc Minh, hơn nữa còn lợi dụng bọn họ để có được kho báu của đế quốc Minh. Ông lão áo đen trầm giọng nói, tại sao ta không nhận được tin? Diệp Huyên cười nói, người cung phụng, loại chuyện như này, chẳng lẽ không phải càng ít người biết càng tốt sao? Nếu ngươi không tin, có thể quay về hỏi xem. Ông lão áo đen do dự rồi nói, lời của ngươi, có thật không? Diệp Huyên cười nói, ngươi nghĩ Nam Du Du sẽ phản bội thần qua tộc sao? Ông lão áo đen thấp giọng nói, không. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, theo tin tức chúng ta biết được, kỳ điện hạ đã vào hoang địa rồi. Ông lão áo đen nói, ta đi cùng các ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng ngây người. Nam Du Du chớp mắt, không nói gì. Ông lão áo đen nói, tốt xấu gì ta cũng là cao thủ cửu cảnh đỉnh cao, sẽ không kéo chân các ngươi. Đây là công lao lớn, đương nhiên ông ta cũng muốn chia một phần. Diệp Huyên không từ chối, cười nói, được. Nếu hắn từ chối, ông ta quay về hỏi một câu, vậy lập tức bị lộ rồi. Nếu đã như vậy thì cứ để đối phương đi theo vậy. Ông lão áo đen lại hỏi, người thuộc phụ trách trực tiếp của ai? Diệp Huyên vẫn còn chưa tiếp lời, Nam Du Du bỗng nói, qua điện hạ. Qua điện hạ. Nghe vậy, sắc mặt ông lão áo đen bỗng thay đổi. Ly Qua. Đây là thiếu tộc trưởng hiện tại của thần qua tộc. Vị điện hạ này cũng rất lợi hại, tuy là nữ nhưng danh tiếng trong thần qua tộc không gì sánh bằng. Ở trong một tộc lớn như vậy, một cô gái có thể trở thành thiếu tộc trưởng, đây đã đủ để nói rõ thực lực đáng sợ thế nào. Nam Du Du bỗng nói, lão Trương, vị Diệp công tử này là thân tín của qua điện hạ. Thân tín. Vẻ mặt lão Trương khẽ dao động, ông ta nhìn Diệp Huyên, lập tức trở nên kính cẩn hơn, thì ra là người của qua điện hạ, thất lễ thất lễ. Diệp Huyên cười nói, lão Trương, chúng ta đến hoang địa thôi. Lão Trương gật đầu, được. Vốn dĩ ông ta còn muốn chiếm vị trí chủ đạo, nhưng vừa nghe Diệp Huyên là người của qua điện hạ, ông ta dứt khoát vứt bỏ suy nghĩ này. Qua điện hạ. Đây chẳng phải là nhân vật trung tâm thế hệ tiếp sao? Một khi qua điện hạ lên chức, thì người này chắc chắn cũng sẽ lên theo. Đây là sự khởi đầu trong tương lai của thần qua tộc. Phải kết giao. Ngay khi ba người muốn tiến vào hoang địa, một nhóm cao thủ bỗng ngăn lại trước mặt ba người. Diệp Huyên nhíu mày.
Nam Du Du dùng huyền khí truyền âm, thần qua tộc. Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, lão Trương kia đột nhiên quát lên, các người đang làm gì? Người đàn ông trung niên trong đó nhìn thấy lão Trương, lập tức ngây người, sau đó nói, lão Trương, ông. Lão Trương tức giận nói, ông cái gì mà ông, còn không mau cút đi cho lão Phi. Người đàn ông trung niên do dự rồi nói, lão Trương, chúng ta nhận được tin, hắn đã thả dư nghiệt của đế quốc Minh, hắn. Im miệng. Lão Trương lại quát lên, đây là Diệp công tử, ngươi nói chuyện khách khí lên cho lão phu. Người đàn ông trung niên ngơ ngác. Lão Trương không nhẫn nại nữa, mau cút đi, chớ có hỏi nhiều, có chuyện gì, thì lão phu gánh hết. Người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn lão Trương, sau đó lại nhìn Nam Du Du. Lúc này, hắn ta cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là đang chấp hành nhiệm vụ bí mật gì đó? Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên vội kính cẩn nói, lão Trương, làm phiền rồi. Nói xong, hắn ta lập tức đưa các cao thủ rời đi. Lão Trương hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường, lão Trương cười nói, Diệp công tử, theo ta biết, dường như qua điện hạ vẫn luôn ở khổ hải thương lượng với thượng cổ dị tộc. Diệp Huyên cười nói, lão Trương đang nghi ngờ thân phận ta sao? Lão Trương vội lắc đầu, không không, ta chỉ có hơi hiếu kỳ, chỉ vậy mà thôi. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, đợi Diệp Huyên trả lời. Diệp Huyên cười nói, lão Trương, qua tỷ. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại. Còn lão Trương thì sững sờ. Qua tỷ. Diệp Huyên khẽ cười, lão Trương, chuyện của qua điện hạ, chúng ta chớ có hỏi nhiều, nàng ấy dặn dò thế nào, thì chúng ta cứ làm như vậy. Nếu ngươi nghi ngờ thân phận ta, thì ngươi có thể trực tiếp hỏi nàng ấy. Lão Trương im lặng. Bây giờ trong đầu ông ta chỉ toàn là câu kia của Diệp Huyên, qua tỷ. Hai người này có thân phận gì? Chẳng lẽ người này là con riêng của tộc trưởng thần qua tộc? Nghĩ đến đây, lão Trương lập tức đau đầu. Ông ta không chắc, nhưng ông ta hiểu một chuyện, chính là, người trước mặt này không thể chọc nổi. Trên đường, Diệp Huyên cũng không nói gì thêm. Thật ra, hắn hoàn toàn có thể giết chết lão Trương này, đối với hắn mà nói. Cao thủ cửu cảnh thật ra cũng chẳng khác gì con kiến. Đừng nói đến cửu cảnh, cho dù là cao thủ chân tiên cảnh, hắn cũng có thể giết chết được. Phương pháp gấp của hắn, uy lực đã nâng cao lên rất nhiều, cao thủ chân tiên, cũng khó mà ngăn cản. Nhưng, hắn vẫn không giết chết đối phương, bởi vì nếu giết đối phương, sẽ kéo theo rắc rối liên miên. Ngay lúc này, một luồng hơi thở kinh người bỗng từ trong rừng rậm phía xa lao đến. Diệp Huyên nhíu mày, sau đó, một thú hoang bỗng lao ra. Dáng hình yêu thú to lớn tựa như núi, vừa lao ra mà tựa như trời sập, vô cùng đáng sợ. Sắc mặt lão Trương bỗng thay đổi, lập tức phung tay áo, một luồng sức mạnh kinh người bùng nổ. Rầm rầm. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, thú hoang kia lập tức bị đánh bay, còn lão Trương cũng lùi mạnh, lúc này, một bàn tay đè trên vai lão Trương lập tức dừng lại. Là tay của Diệp Huyên. Lão Trương nhìn Diệp Huyên, ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Diệp Huyên khẽ cười, lão Trương, không sao chứ. Lão Trương kinh sợ trong lòng, ông ta phát hiện hình như ông ta đã đánh giá thấp thực lực của vị Diệp công tử trước mặt này rồi. Mà lúc này, thú hoang phía xa lại lao đến. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, khẽ điểm ngón cái. Kiếm Thanh Huyên bay ra. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Yêu thú lập tức bay xa mấy vạn trượng, khi dừng lại, từng mảnh vảy khắp người đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại máu thịt. Lão Trương ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Yêu thú kia, ít nhất cũng bát cảnh. Sức chiến đấu của yêu thú bình thường cũng mạnh hơn loài người một chút, vì vậy, yêu thú bát cảnh có thể đấu với cao thủ loài người cửu cảnh, hơn nữa, cao thủ loài người cũng chưa chắc thắng được. Mà lúc này, yêu thú kia lập tức bị Diệp công tử này dùng một kiếm giết chết. Không còn sức chiến đấu. Hơn nữa, lại còn nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy. Không hổ là người của qua điện hạ. Lúc này, lão Trương đã không còn nghi ngờ thân phận của Diệp Huyên nữa.
Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục đi lên trước. Không lâu sau, ba người ra khỏi rừng rậm, mà trước mặt ba người là một đồng bằng, mênh mông vô tận. Lão Trương trầm giọng nói, tiến lên trước, chúng ta sẽ đi vào khu vực trung tâm của Hoang Yêu tộc rồi. Hoang Yêu tộc này. Diệp Huyên cười nói, không sao. Nói rồi, hắn đi về phía xa. Lão Trương nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Du Du cô nương, tại sao trước giờ ta chưa từng nghe nói đến Diệp công tử này vậy? Nam Du Du cười nói, bình thường thôi, hắn không phải người của vũ trụ chúng ta. Là yêu nghiệt đỉnh cao mà qua điện hạ mời đến từ vũ trụ khác. Lão Trương khẽ gật đầu, chẳng trách. Nam Du Du nhìn Lão Trương, sau đó cười nói, qua điện hạ rất tin tưởng hắn, giống như đệ đệ ruột vậy. Nói xong, nàng ta nhanh chân đi về phía xa. Lão Trương im lặng đứng tại chỗ. Từ quan trọng, đệ đệ ruột. Lão Trương như có điều suy tư. Lúc này, ông ta hiểu rõ rồi. Ba người đi không bao lâu, bỗng phía trước có tiếng chiến đấu, Diệp Huyên nhìn phía xa, cuối tầm mắt, có hai người đang đại chiến cùng một yên thú. Một nam và một nữ. Nhìn thấy yêu thú kia, vẻ mặt Lão Trương bỗng trở nên nghiêm trọng. Đây là Hoang Yêu cửu cảnh đỉnh cao. Thực lực Hoang Yêu này, không chỉ đáng sợ bình thường. Diệp Huyên nhìn Hoang Yêu kia, không thể không nói, thực lực Hoang Yêu này quả thực rất mạnh. Hai cao thủ loài người kia cũng không yếu, hai người liên thủ cùng nhau, Hoang Yêu kia đã bị trấn áp. Sức lực Hoang Yêu kia rất mạnh, nhưng tốc độ lại không nhanh, còn hai cao thủ loài người kia lại rất linh hoạt, tránh né tất cả đòn tấn công của Hoang Yêu. Không lâu sau, Hoang Yêu kia lập tức bị đánh bại rút lui, thấy tình thế không ổn, Hoang Yêu kia không đánh nữa, trực tiếp chạy thoát thân. Mà hai cao thủ loài người cũng không đuổi theo. Sau khi ngừng lại, gương mặt hai cao thủ loài người vẫn tươi cười. Lúc này, hai người bỗng nhìn về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy ba người Diệp Huyên, hai người bỗng ngây người, sau đó, hai người lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, thấy vậy, sắc mặt Lão Trương chợt thay đổi, đang định ra tay thì hai người kia lại kính cẩn thi lễ với Diệp Huyên, bái kiến viện trưởng. Hai người này, chính là từ thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên khẽ cười, thật ra, mới đầu hắn đã biết thân phận của đối phương rồi, bởi vì trước ngực trái hai người có đánh dấu thân phận của thư viện Quan Huyên. Cũng may, đối phương nhận ra hắn, chứ không làm ra chuyện gì ngu ngốc. Diệp Huyên cười nói, Thanh Khâu đâu? Người đàn ông kính cẩn nói, ở Hoang Yêu đỉnh phía trước. Diệp Huyên nói, đưa ta đi gặp nàng ấy. Người đàn ông vội nói, được. Nói xong, hai người vội vàng cung kính dẫn đường. Lão Trương nhìn Nam Du Du, vẻ mặt ngạc nhiên. Nam Du Du cười nói, sau này ngươi sẽ biết. Nói xong, nàng ta không nói gì thêm, đi qua, đương nhiên, thật ra nàng ta cũng không biết gì cả. Lão Trương im lặng một lúc, cũng vội đi theo. Trên đường, người đàn ông phấn khích nói, viện trưởng, sao người lại đến chỗ này? Cô gái trừng mắt nhìn người đàn ông, ca ca, huynh thật ngốc, viện trưởng đến đây, chắc chắn là tìm viện thủ rồi. Người đàn ông khẽ cười, đúng đúng. Bọn họ đương nhiên rất tôn kính Diệp Huyên, bởi vì thư viện Quan Huyên đã thay đổi vận mệnh của bọn họ. Diệp Huyên cười nói, các ngươi tên gì? Người đàn ông vội nói, ta tên Tiêu Khâm, đây là muội muội ta, Tiêu Nhiễm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cười nói, huynh muội các ngươi cùng nhau gia nhập thư viện sao? Tiêu Khâm gật đầu, đúng vậy. Nói rồi hắn ta nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, chúng ta vẫn luôn mong chờ được gặp viện trưởng, không ngờ nhanh như vậy đã được gặp rồi, càng không ngờ viện trưởng lại trẻ như vậy. Diệp Huyên cười ha ha. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến Hoang Yêu đình, Diệp Huyên phát hiện, các yêu thú xung quanh không hề ngăn cản bọn họ. Ngay sau đó, Diệp Huyên đã thấy Thanh Khâu. Thanh Khâu đang ở trước cổng thành đợi bọn họ. Nhìn thấy Thanh Khâu, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức tươi cười, hắn đi đến trước mặt Thanh Khâu, nhà đầu, đã lâu không gặp. Thanh Khâu cười nói, ca ca. Diệp Huyên khẽ xoa đầu Thanh Khâu, sau đó cười nói, chúng ta nói chuyện riêng đi. Thanh Khâu gật đầu. Hai người quay người đi về phía xa. Ở tại chỗ, Lão Trương nhìn Thanh Khâu, khẽ nhíu mày. Ông ta không cảm nhận được hơi thở của cô gái này. Rất kỳ lạ.
còn vẻ mặt Nam Du Du ở bên cạnh cũng trở nên nặng nề hơn hẳn. Nàng ta biết người này. Thiên mệnh. Tiên tổ nàng ta có viết một bộ biên niên sử các nhân vật, mà thiên mệnh này là một trong số đó. Vì vậy, nàng ta biết sự tích của người trước mắt này. Một cô gái vô địch. Lúc này, Lão Trương bỗng lên tiếng, chúng ta không phải đến tìm tàn dư của đế quốc Minh kia sao? Nam Du Du nhìn Lão Trương, sau đó nói, Lão Trương, chúng ta đi theo Diệp công tử là được. Nghe vậy, Lão Trương sợ hãi trong lòng, ông ta do dự chốc lát, sau đó nói, hiểu rồi. Ở bên kia, Diệp Huyên và Thanh Khâu chậm rãi bước đi. Trên đường, Diệp Huyên cười nói, ta đã học một chiêu thức mới, phương pháp gấp. Sau đó, hắn khẽ vung tay, chớp mắt, thời không xung quanh lập tức bị gấp thành một đường. Thanh Khâu nói, là nàng ấy dạy cho huynh. Diệp Huyên gật đầu, lợi hại không? Thanh Khâu cười nói, phương pháp gấp này, hiện tại huynh vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, đương nhiên, với thần hồn của huynh mà có thể làm được như vậy, là rất nghịch thiên rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thanh Khâu lại nói, huynh đã từ từ nhảy ra thế giới hiện tại này rồi. Diệp Huyên khẽ cười, chung quy cũng phải trưởng thành mà. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, không nói gì. Diệp Huyên chần chừ, sau đó nói, nha đầu, cảm giác mà muội và nàng ấy mang đến cho ta là, các muội biết hết mọi thứ, nhưng lại không nói cho ta biết, đúng không? Thanh Khâu im lặng. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, đợi nàng ấy trả lời. Thanh Khâu khẽ gật đầu, chúng ta đều đang đợi huynh. Đợi huynh bước một bước này đến chỗ chúng ta. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, các muội biết điểm cuối con đường của ta, đúng chứ? Thanh Khâu cười nói, huynh không cần nghĩ nhiều, đời người, phải trải qua thì mới là đời người, cứ hưởng thụ cuộc đời của bản thân mình, cứ đơn giản vậy thôi. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên có chút hiếu kỳ hỏi, lúc trước ta nghe phụ thân ta từng nói đến thế giới thật giả, rốt cuộc đó là thế giới thế nào? Thanh Khâu nói, chủ nhân bút đại đạo chính là ở thế giới này, một thế giới kiểu khác. Cũng giống như, thế giới trong tranh và thế giới ngoài tranh vậy. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, ta hiểu rồi. Thanh Khâu khẽ cười rồi nói, ta phải đưa bọn họ quay về thư viện rồi. Diệp Huyên nhíu mày, mới đó quay về rồi. Thanh Khâu gật đầu, ta và Hoang tộc đã ký một hiệp nghị hợp tác, sau này người của chúng ta đều có thể đến Hoang yêu tộc rèn luyện. Mà Hoang yêu tộc bọn họ cũng có thể gia nhập học tập tại thư viện, hai bên hợp tác cùng có lợi. Diệp Huyên chợt ngây người, sau đó nói, Hoang yêu tộc dễ nói chuyện vậy sao? Thanh Khâu chớp mắt, vốn dĩ không dễ nói như vậy, nhưng, ta và bạn tốt Hoang yêu vương giao lưu một hồi, thì hắn quyết định hợp tác với ta rồi. Hả, ánh mắt huynh là thế nào vậy? Tuy lúc đó kiếm của ta cách cổ hắn chỉ chừng không chấm mấy mm, nhưng ta vẫn nói đạo lý mà. Diệp Huyên nghe những lời Thanh Khâu nói, không khỏi lắc đầu cười. Hoàng yêu vương thật bi đát. Đương nhiên, điều này đối với Hoàng yêu tộc mà nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện xấu. Thư viện Quan Huyên hiện tại chính là phát triển không ngừng. Thanh Khâu cười nói, ca, có tiền không? Diệp Huyên hơi ngẩn người, sau đó nói, muội cần tiền làm gì? Thanh Khâu trợn mắt với Diệp Huyên, đương nhiên là cho những đệ tử này tu luyện. Bọn họ tiêu tốn rất nhiều tiền, ta lại ngại đi cướp, cho nên, ta vẫn là khá nghèo. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Trong nhẫn chứa đổ có khoảng 100 triệu thần qua tinh. Thanh Khâu chớp chớp mắt, nhiều vậy sao? Diệp Huyên cười nói, vậy trả lại ta một ít. Thanh Khâu lập tức thu hồi nhẫn chứa đồ, cười nói, vậy thì không được. Diệp Huyên cười ha ha. Đúng lúc này, Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên đứng đó. Người đàn ông trung niên thấy Thanh Khâu nhìn lại, vội vàng cung kính hành lễ, Thanh Khâu cô nương. Thanh Khâu cười nói, Hoàng yêu vương, vị này chính là ca ca của ta, cũng là viện trưởng thư viện Quan Huyên, ngươi làm quen đi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, khi nhìn đến Diệp Huyên, hắn ta cau mày lại. Ca ca này sao lại không mạnh bằng muội muội? Thanh Khâu cười nói, người có vấn đề gì sao?
Hoàng Yêu Vương vội vàng nói, không có. Nói xong, hắn ta hành lễ với Diệp Huyên, bái kiến Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, Hoàng Yêu Vương, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hoàng Yêu Vương mỉm cười, không có gì hợp tác không hợp tác cả, Thanh Khâu cô nương và Diệp công tử có việc gì cần, dặn dò một tiếng liền được. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Khâu, rất hiển nhiên, kiếm của nha đầu kia không chỉ đơn giản là cách yết hầu đối phương vài milimét. Đây là đánh cho khuất phục luôn rồi. Thanh Khâu chớp chớp mắt ca, huynh đừng nhìn ta như vậy, ta bình thường đều là sẽ không động võ. Ta với huynh giống nhau, đều là người nói đạo lý. Một bên, Hoàng Yêu Vương lắc đầu cười, nụ cười có chút chua xót. Diệp Huyên cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, nha đầu, những người mà muội bồi dưỡng, có cách nào ràng buộc họ không? Những người được Thanh Khâu bồi dưỡng, thực lực đều cực kỳ nghịch thiên, hơn nữa, là Thanh Khâu tự mình bồi dưỡng, nếu sau này cả Thanh Khâu và hắn đều không có mặt, những người này một khi không có ràng buộc, đối với thư viện Quan Huyên mà nói, có thể sẽ không phải là một chuyện tốt. Thanh Khâu nói, hiện tại có, về sau. Nói xong, nàng ấy khẽ lắc đầu, vẫn là câu nói đó, viện trưởng kế tiếp của thư viện Quan Huyên nhất định phải đủ mạnh, nếu không, thư viện Quan Huyên sẽ lập tức phân tách, bởi vì thực lực của các viện đều đang càng ngày càng mạnh, đặt ở trong thế tục, những viện này và các phân viện của thư viện Quan Huyên, đều là phiên vương, hơn nữa, là các phiên vương có thực lực cường đại. Diệp Huyên trầm lặng. Thực lực hiện tại của thư viện Quan Huyên càng ngày càng mạnh, nhưng vấn đề lộ ra cũng càng ngày càng nhiều. Nói ngắn gọn, có thể trấn áp thư viện Quan Huyên chỉ có mấy người, hắn là một, Thanh Khâu, Tần Quan, còn có Đinh Thực Dược, ngoài mấy người bọn họ ra, những người còn lại căn bản không trấn áp được thư viện Quan Huyên. Thanh Khâu đột nhiên nói ca, sau này huynh có giao thư viện Quan Huyên cho con huynh không? Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Khâu, vì sao lại hỏi như vậy? Thanh Khâu cười nói, huynh chỉ có thể giao cho con huynh. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Thanh Khâu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu huynh không giao cho con huynh, thư viện Quan Huyên cũng sẽ lập tức phân tách. Đầu tiên, ta và Đinh cô nương, còn cả Tần Quan cô nương sẽ không quản thư viện Quan Huyên nữa. Những người từng đi theo huynh cũng sẽ không phục người khác, nếu đổi thành người khác, bọn họ sẽ tranh quyền. Diệp Huyên trầm lặng. Thanh Khâu cười nói, đây là tâm huyết của tất cả chúng ta tin rằng, huynh cũng sẽ không giao cho người ngoài, đúng không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Giống như những gì Thanh Khâu nói tương lai thư viện Quan Huyên chỉ có thể cho con hắn. Cho người khác, thư viện Quan Huyên nhất định sẽ đại loạn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên nhíu mày, nhà đầu, lúc trước bọn họ đều nói con ta có thể sẽ là người thiên mệnh tiếp theo, muội nghĩ sao? Thanh Khâu chớp chớp mắt, không nói lời nào. Diệp Huyên trợn mắt với Thanh Khâu, có phải là không muốn nói không? Thanh Khâu cười nói ca, huynh không cần để ý điều này, dù sao, cho dù con huynh là người thiên mệnh, cũng không có gì xấu đối với huynh, dù sao, nó không thể nào giết cha, không phải sao? Diệp Huyên trầm lặng. Mẹ nó. Điều này không nhất định. Gen Dương gia ta cũng không có hiếu như vậy. Thanh Khâu đột nhiên nói ca, ta muốn dẫn bọn họ trở về. Huynh tiếp tục chơi. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, thế nào gọi là tiếp tục chơi, ta cũng rất cố gắng. Thanh Khâu cười hì hì, được được, huynh tiếp tục cố gắng, ta đi đây. Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ, được rồi. Thanh Khâu nói, muốn gặp làm quen với mấy tiểu tử ta dẫn theo không? Diệp Huyên lắc đầu, thôi, dù sao bọn họ quen ta. Thanh Khâu gật đầu, được. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Yêu Vương. Hoàng Yêu Vương, ca ca ta là người thật thà, người đừng ức hiếp hắn. Hoàng Yêu Vương vội vàng nói, không dám. Không dám. Thanh Khâu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói ca, ta đi đây. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất tại chỗ. Diệp Huyên nhìn thấy trước mặt trống không, trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Đi rồi. Bây giờ nha đầu kia cũng là một người bận rộn rồi. Lúc này, Hoàng Yêu Vương đột nhiên nói, Diệp công tử, ta thấy người của thần qua tộc đang đi theo ngươi, bọn họ là. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười nói, chúng ta đang bàn chuyện. Hoàng Yêu Vương khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên nói, Hoàng Yêu Vương,
ta muốn dựng một thư viện ở tinh vực hoang này, đến lúc đó có thể sẽ cần sự giúp đỡ của ngươi. Hoàng Yêu Vương mỉm cười, ngươi phân phó một tiếng là được. Diệp Huyên gật đầu, vậy đa tạ. Hoàng Yêu Vương cười nói, khách khí rồi. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Hoang Thành, thực ra, lúc trước hắn đã có suy nghĩ này rồi. Dựng thư viện. Hắn muốn mở thư viện trên khắp toàn bộ vũ trụ. Nghĩ là làm, Diệp Huyên lập tức dẫn theo Lão Trương và Nam Du Du rời khỏi Hoang Yêu tộc. Trên đường, Lão Trương có chút khó hiểu. Bởi vì bọn họ vẫn chưa tìm được vị kỳ điện hạ kia. Diệp Huyên giải thích với ông ta chỉ là, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Lão Trương chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Sau khi vào Hoang Thành, Diệp Huyên lập tức tìm một nơi rộng lớn, sau đó bảo Lão Trương và Nam Du Du hỗ trợ thành lập thư viện. Trong phòng, Lão Trương nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, việc xây dựng thư viện. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên không phải chủ ý của ta. Lão Trương hơi do dự, sau đó nói, ý của qua điện hạ. Diệp Huyên cười nói, người nghĩ sao? Lão Trương cười nói, ta hiểu rồi. Ta sẽ bảo thế lực thần qua tộc trong hoang thành toàn lực tương trợ Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, tốt lắm. Lão Trương lại nói, vừa hay, thần qua tộc ta có một cứ điểm trong hoang thành, vị trí nơi đây vô cùng tốt, vừa hay có thể mở thư viện, chúng ta chọn chỗ đó đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Lão Trương cười nói, ta đi liên hệ. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Sau khi Lão Trương rời đi, Nam Du Du nhìn về phía Diệp Huyên, người không sợ bị lộ sao? Diệp Huyên cười nói, bị lộ thì bị lộ thôi. Nam Du Du cười nói, lại nói, người có biết tung tích của vị kỳ điện hạ Minh đế quốc kia không? Diệp Huyên lắc đầu, lúc trước cứu nàng ta, cũng chỉ là bởi vì nàng ta cho tiền nhiều. Mà sau khi chúng ta chia tay, ta chưa từng gặp lại nàng ta lần nào nữa, nghĩ đến, người này hẳn là đã ẩn trốn rồi. Nam Du Du trầm giọng nói, người này cũng không đơn giản. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Du Du, vẻ mặt Nam Du Du có chút nghiêm trọng, người hẳn là từng nghe qua chuyện giữa thần qua tộc và Minh đế quốc, ta nói cho ngươi, năm đó, người yêu nghiệt nhất trong Minh đế quốc không phải vị thái tử kia, mà là vị kỳ điện hạ này, năm đó thần qua tộc còn có chút kiêng dè nàng ta, vì đối phó nàng ta, thần qua tộc đã phái đi 5 vị cường giả cấp bậc chân tiên đỉnh cao. Diệp Huyên khó hiểu, vậy vì sao thần qua tộc không diệt cỏ tận gốc? Trực tiếp diệt trừ nàng ta. Nam Du Du lắc đầu, việc này ta cũng không biết, nhưng có lẽ có liên quan đến vị Minh Thái tử kia. Diệp Huyên nói, vị Minh Thái tử kia hiện tại ở trong thần qua tộc. Nam Du Du cười nói, đúng vậy, không chỉ như thế, nhưng còn thành thân với công chúa của thần qua tộc, nhưng mà, sau chuyện năm đó, hắn ta vẫn luôn ở trong tiểu viện của mình. Chưa từng bước ra ngoài một bước. Diệp Huyên cười nói, hắn ta đây là hối hận rồi sao? Nam Du Du lắc đầu, không biết, nhưng, hắn ta ở trong thần qua tộc cũng không tốt đẹp. Tuy là hắn ta đã trợ giúp thần qua tộc đánh bại Minh đế quốc, nhưng hắn ta đã phản bội chính quốc gia của mình, bởi vậy, những cường giả đỉnh cấp năm đó của thần qua tộc vẫn khinh thường hắn ta. Nhưng mà, việc này cũng là bình thường. Diệp Huyên cười cười. Sau đó nói về vị qua điện hạ kia đi. Nghe vậy, sắc mặt Nam Du Du nhất thời trở nên nghiêm túc, người này cực kỳ không đơn giản, người này được khen ngợi là thiên tài yêu nghiệt nhất từ trước đến nay của thần qua tộc. Nghe nói, nàng ta chưa đến 20 mà đã đạt đến chân tiên đỉnh cao cảnh, không chỉ như thế, trong cùng cấp độ không có ai là đối thủ, mà hiện tại, cảnh giới thực lực của nàng ta lại một điều bí ẩn. Một điều bí ẩn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, có cơ hội có thể gặp mặt một chút. Thực ra, hiện tại hắn cũng muốn tìm cường giả đỉnh cấp đấu tay đôi, xem thực lực của mình bây giờ đã đạt tới trình độ nào. Tìm người quá mạnh, thì đánh không lại, không có ý nghĩa, ví dụ như Thanh Khâu, người quá yếu, lại càng không có ý nghĩa. Nam Du Du nghe Diệp Huyên nói, cười nói, sẽ có cơ hội thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Lão Trương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Huyên nhìn thấy Lão Trương, ngây người. Sắc mặt Lão Trương có chút khó coi, Diệp công tử, vị quản sự của Hoang Thành không phối hợp với ta. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, không phối hợp với ngươi. Lão Trương gật đầu, đúng vậy.
Nam Du Du đột nhiên nói, lão Trương, với cấp bậc của ông hẳn là có thể chỉ huy bọn họ, vì sao bọn họ không phối hợp với ông? Lão Trương trầm giọng nói, quản sự này không giống với những quản sự khác. Nam Du Du có chút tò mò, nói như thế nào? Lão Trương hơi tức giận nói, sau lưng quản sự này có người. Ta nhổ vào, lão phu hận nhất loại người có chỗ dựa, có hậu thuẫn này. Những tên thế hệ thứ hai này không biết xấu hổ, các loại dựa dẫm, thật là không phải một. Diệp Huyên đột nhiên ngắt lời lão Trương, có chuyện gì thì nói, đừng công kích cá nhân. Lão Trương cười khổ, Diệp công tử, việc này sợ là vẫn phải cậu tự mình xuất mã. Quản sự nơi đây tên Ly Chu, ông nội người này là trưởng lão của thần qua tộc, thuộc tập đoàn nòng cốt của thần qua tộc, bởi vậy, hắn ta căn bản không để ta vào mắt. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đoàn trưởng lão chẳng trách qua điện hạ nói đoàn trưởng lão mục nát, phải thay đổi một chút. Nghe vậy, mí mắt lão Trương nhất thời nhảy dựng lên. Diệp Huyên nhìn về phía lão Trương, cười nói, đến lúc đó đoàn trưởng lão nhất định sẽ có một vị trí cho lão Trương. Nghe vậy, lão Trương lập tức vô cùng kích động, lập tức cung kính hành lễ, cảm ơn Diệp công tử. Đoàn trưởng lão. Đây chính là vòng quyền lực nòng cốt trong thần qua tộc. Nếu là có thể gia nhập vào trong đó, vậy thì sẽ lên như diều gặp gió. Ông ta của bây giờ đương nhiên là không có cơ hội gia nhập vào đó, bất kể là thực lực hay là lý lịch đều không đủ, bởi vậy, ông ta chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng giờ phút này đã khác. Nếu là có thể trở thành người của qua điện hạ, vậy thì hoàn toàn có cơ hội. Bởi vì ai cũng biết tộc trưởng tiếp theo của thần qua tộc là qua điện hạ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, dẫn ta đi gặp vị Ly Chu quản sự kia. Lão Trương gật đầu, được. Ba người rời đi. Dưới sự dẫn đường của lão Trương, ba người đi vào địa bàn cai quản của thần qua tộc, nơi đây vốn là một thương hội, nhưng cuối cùng bị thần qua tộc thu mua lại, trở thành một cứ điểm của thần qua tộc tại Hoang Thành, phụ trách quản lý một vài sản nghiệp của thần qua tộc trong Hoang Thành. Sau khi đi vào đây, Diệp Huyên lập tức thấy rất hài lòng. Nơi này thật sự rất lớn, hơn nữa, vị trí địa lý quả thật rất tốt, tựa núi gần sông, phong cảnh đẹp như bức tranh. Lúc này, lão Trương đột nhiên cười nói, nơi này là do qua điện hạ chọn. Diệp Huyên cười nói, con mắt của qua điện hạ vẫn luôn tốt như vậy. Bất kể là chọn người hay là chọn đất. Lão Trương vội vàng cười nói, phải, giống như Diệp công tử. Nếu mắt nhìn của qua điện hạ không tốt, như thế nào có thể lựa chọn một người tài năng, nổi bật như Diệp công tử? Diệp Huyên chớp chớp mắt, lão Trương thật biết cách nói chuyện. Lão Trương cười nói, không có ý nịnh bợ, người tài năng nổi bật như Diệp công tử, thế gian ít có. Diệp Huyên cười ha ha. Một bên, Nam Du Du nhìn hai người, lắc đầu. Đúng lúc này, xa xa một người đàn ông trung niên đi tới. Một bên, sắc mặt lão Trương trầm xuống, đây chính là Ly Chu. Ly Chu. Diệp Huyên nhìn về phía Ly Chu, Ly Chu nhìn Diệp Huyên, ngươi là người của qua điện hạ. Diệp Huyên đột nhiên nâng tay chém một kiếm. Suy. Kiếm quang chợt lóe, Ly Chu kia còn chưa phản ứng lại đã bị một kiếm của Diệp Huyên đóng tại chỗ. Ly Chu sửng sốt. Một bên lão Trương cũng ngây người tại chỗ. Đều không nghĩ đến Diệp Huyên thế nhưng lại trực tiếp ra tay. Mạnh như vậy. Lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 hơi thở lớn mạnh, những hơi thở này lập tức bao vây ba người đám Diệp Huyên. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn thoáng qua những cường giả xông đến này, không muốn sống nữa à. Một bên lão Trương cũng vội vàng nói, đây là người của qua điện hạ. Qua điện hạ. Nghe vậy, những cường giả lao đến kia vội dừng lại. Mọi người nhìn Diệp Huyên, trong mắt ngoài lửa giận còn có sự kiêng dè. Diệp Huyên không nhìn mọi người, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Ly Chu, nhìn thẳng vào Ly Chu, từ giờ trở đi, nơi này do ta tiếp quản, ngươi có vấn đề gì không? Ly Chu nhìn thấy Diệp Huyên, không có vấn đề. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta biết ngươi không phục, nhưng không sao, ngươi có thể trở về nói với ông nội ngươi, bảo ông nội ngươi tới tìm ta. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Qua điện hạ gần đây bởi vì chuyện đàm phán với thượng cổ dị tộc của Khổ Hải không thuận lợi, hiện tại tính khí của nàng ta rất không tốt, nếu ông nội ngươi tìm đến nàng ta vào lúc này,
tin ta đi, ngươi có thể lo ma chay cho ông nội của ngươi sớm. Nói xong, hắn hướng đi về phía đại điện ở xa xa. Nam Du Du vội vàng đuổi theo. Mà lão Trương kia đi đến trước mặt Ly Chu, ông ta cười lạnh một tiếng, chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa của ngươi có hơn Diệp công tử không? Người của qua điện hạ, tên ngốc nhà ngươi, lúc lão phu nói chuyện với ngươi, ngươi lôi ông nội ngươi vào, sao bây giờ không lôi ông nội vào? Danh con! Nói xong, ông ta phỉ nhổ một tiếng, sau đó cũng vội vàng đuổi theo. Tại chỗ, sắc mặt Ly Chu vô cùng khó coi. Xa xa, Nam Du Du đi bên cạnh Diệp Huyên, ta tưởng ngươi sẽ giết hắn ta. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Nam Du Du cười nói, ta cũng không biết, trực giác đi. Diệp Huyên lắc đầu cười, giết người, không thể giải quyết vấn đề. Nam Du Du nhìn sang Diệp Huyên, vậy hiện tại vấn đề đã được giải quyết chưa? Diệp Huyên nói, ngươi cảm thấy hắn ta sẽ đi tìm ông nội hắn ta không? Nam Du Du gật đầu, có. Diệp Huyên lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ông nội hắn ta sẽ đi tìm qua điện hạ không? Nam Du Du trầm lặng. Diệp Huyên cười nói, ông nội hắn ta nhất định không dám đi tìm qua điện hạ. Nam Du Du khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên nói, mọi người đều biết, qua điện hạ là tộc trưởng tiếp theo của thần qua tộc, nếu qua điện hạ lên chức, liệu đoàn trưởng lão trong thần qua tộc có biến động không? Khẳng định là có, bởi vì nếu ta đoán không nhầm, qua điện hạ khẳng định có một đoàn thể nhỏ của mình, đương nhiên, đổi toàn bộ đoàn trưởng lão chắc chắn là không thực tế, nhưng có một vài người khẳng định sẽ bị đổi. Bởi vậy, ông nội Ly Chu chắc chắn sẽ không vì chút việc nhỏ này mà đi tìm qua điện hạ. Nam Du Du nhìn Diệp Huyên, nếu ông ta thật sự đi tìm thì sao? Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, vậy cứ đi tìm thôi. Nam Du Du có chút khó hiểu, người không sợ bị lộ sao? Phải biết rằng, nếu chuyện giả mạo qua điện hạ bị vạch trần, vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Nam Du Du, đối thần qua tộc mà nói, hậu quả quả thật là rất nghiêm trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nam Du Du. Vì thế, Diệp Huyên tiếp quản nơi này một cách toàn diện. Mà kế tiếp, chính là xây dựng lại, đương nhiên, điều này không cần hắn bận tâm, bởi vì có Lão Trương và Nam Du Du. Lão Trương đặc biệt hăng hái. Bởi vì Diệp Huyên nói với ông ta, thư viện này là do qua điện hạ yêu cầu xây dựng, có tác dụng lớn. Lão Trương vì tiến vào đoàn trưởng lão, thật sự rất liều mạng, thức khuya dậy sớm làm, không một câu oán thán. Về phần Diệp Huyên, hắn lần nữa làm ông chủ không làm gì cả, chỉ sai khiến người khác. Tu luyện. Hắn ở trong tiểu tháp tu luyện thuật gấp của mình, về phần chuyện bên ngoài, hắn chỉ cần phụ trách trả thù lao là được. Lão Trương sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Đối với Lão Trương, Diệp Huyên cũng rất hài lòng, cảm thấy có thể bồi dưỡng một chút, sau đó sau này để ông ta tiến vào đoàn trưởng lão. À không phải, là tiến vào thư viện quan huyên. Thần qua tộc. Sau khi bị đuổi, Ly Chu càng nghĩ càng tức, vì thế, hắn trực tiếp về tới thần quan tộc. Cơn tức này, hắn không nhịn xuống được. Trong đại điện nào đó, một ông lão nhìn Ly Chu trước mặt, nhíu mày, người của qua điện hạ. Ly Chu trầm giọng nói, đúng vậy, nhưng, cháu không biết thật giả. Ông lão cau mày, Diệp công tử. Ly Chu nhìn về phía ông lão, ông nội có nghe qua về người này không? Ông lão lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Ly Chu liền nói ngay, vậy người này rất có khả năng là giả mạo. Ông lão tức giận mắng, ngu xuẩn, người nào dám giả mạo người của thần qua tộc ta? Ly Chu hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Ông lão trầm giọng nói, theo ta được biết, qua điện hạ đúng là đang mời chào kỳ nhân dị sĩ khắp nơi, dưới tay nàng ta còn có một tổ dị nhân, đều là những nhân tài nàng ta mời chào đến, mà Diệp Huyên này, có thể chính là người của tổ dị nhân này. Ly Chu do dự một lát, sau đó nói, có cần đi hỏi thử qua điện hạ không? Câm miệng. Ông lão tức giận nhìn Ly Chu, ngươi là muốn khiến ta chết sao? Ly Chu run giọng nói, ông nội. Ông lão hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi cũng biết vì sao hiện tại lão tộc trưởng vẫn chưa thoái vị không? Đó là bởi vì thượng cổ dị tộc của Khổ Hải, nếu qua điện hạ giải quyết xong vấn đề này, như vậy, đợi khi nàng ta trở lại thần qua tộc, nàng ta chính là tộc trưởng.
Ly Chu trầm giọng nói, nếu như không giải quyết được thì sao? Ông lão nhìn đứa cháu đáng thất vọng này của mình, thì nàng ta cũng là tộc trưởng. Chỉ cần nàng ta trở về, nàng ta chính là tộc trưởng. Nếu có thể ký hiệp ước hòa bình với thượng cổ dị tộc, vậy đương nhiên là tốt, nếu không thể, như vậy, nàng ta sẽ trở về dẫn dắt thần qua tộc ta chiến đấu với thượng cổ dị tộc. Chính là đơn giản như vậy. Ly Chu không nói nữa. Ông lão nói, việc này ngươi chớ nên quan tâm nữa. Dù sao cái nơi hoang thành kia chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, cho hắn đi. Ta thay ngươi đi kiếm một nơi khác. Mặc dù Ly Chu có chút không cam lòng, nhưng vẫn chỉ có thể đáp ứng. Khổ Hải. Khổ Hải là một vùng biển chết, vô biên vô hạn, nước biển sâu và đen, tản ra độc khí cực kỳ khủng bố. Mà chính là ở nơi tồi tệ như vậy, lại có chủng tộc siêu cấp khủng bố ở. Thượng cổ dị tộc. Cho dù là thần qua tộc cũng không biết thượng cổ dị tộc này rốt cuộc là loại chủng tộc gì, chỉ biết là bọn họ ở Khổ Hải. Vốn song phương vẫn sống yên ổn với nhau, dù sao, thần qua tộc cũng không có hứng thú gì với nơi này, nơi đây căn bản không phải nơi người bình thường có thể ở. Mãi đến trước đây không lâu, thượng cổ dị tộc của Khổ Hải vậy mà bắt đầu rời khỏi Khổ Hải, tiến vào khu vực của thần qua tộc. Song phương lần đầu tiên phát sinh xung đột. Mà thần qua tộc cũng là lần đầu tiên chứng kiến sự hùng mạnh của thượng cổ dị tộc, đương nhiên, thần qua tộc cũng không yếu, bởi vậy, song phương không mở rộng chiến tranh, mà lựa chọn đàm phán. Bờ Khổ Hải. Một cô gái đứng trên một hòn đá lớn, nàng ta mặc một chiếc váy đen bó sát, tóc dài qua vai, hai tay đặt sau lưng, ở bên cạnh nàng ta cách đó không xa có một ông lão gầy gòm đứng đó, ông lão thoạt nhìn yếu đuối, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Cô gái này chính là thiếu tộc trưởng của thần qua tộc Ly Qua. Đối diện Ly Qua, một người mặc áo bào đen đứng đó, toàn thân người mặc áo bào đen tản ra khí tức màu đen quỷ dị, nhìn không rõ mặt thật, nhưng khí tức lại vô cùng mạnh. Người áo đen đột nhiên nói bằng giọng khàn khàn, Ly Qua cô nương, yêu cầu của chúng ta, người thật sự không đồng ý sao? Ly Qua cười nói, đại tế ti, ngay từ đầu ta cũng đã nói rồi. Các ngươi yêu cầu chúng ta sẽ tặng đất nguồn cho các ngươi, đây là chuyện không thể. Người áo đen trầm giọng nói, chúng ta đã nhượng bộ rồi, chỉ cần đất nguồn. Ly Qua nhìn người áo đen, ngoài đất nguồn ra, những điều kiện khác đều có thể đàm phán. Người áo đen lại lắc đầu, một khi đã như vậy, vậy giữa chúng ta không còn gì có thể đàm phán nữa. Ly Qua khẽ gật đầu, nếu không có gì có thể đàm phán, vậy đấu võ đi. Thần qua tộc ta tiếp bất cứ lúc nào. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Đánh. Người áo đen kia cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Mà sự rời đi của hai người cũng đồng nghĩa với việc thượng cổ dị tộc và thần qua tộc chính thức khai chiến. Ly Qua đi lên một đỉnh núi, từ vị trí này có thể nhìn thấy Khổ Hải to lớn bên dưới. Ông lão gầy gò kia vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng ta. Ly Qua chợt nói, có tra ra được lai lịch thật sự của thượng cổ dị tộc này không? Ông lão gầy gò lắc đầu. Nghe vậy, Ly Qua cau mày lại. Ông lão gầy gò trầm giọng nói, người của chúng ta căn bản không vào được Khổ Hải. Ly Qua khẽ gật đầu, ta biết rồi. Ông lão gầy gò lại nói, cao thủ đỉnh cấp của tộc ta đã chạy tới nguyên địa. Ly Qua nói, ta biết rồi. Nguyên địa. Đây là nơi mà bây giờ thần qua tộc tuyệt đối không thể từ bỏ. Bởi vì nguyên địa chính là một mỏ thần qua tinh thiên nhiên, hàng năm có thể sản xuất hơn 100 triệu thần qua tinh. Con số này khủng bố xiết bao. Không chỉ như vậy, nguyên địa còn là một thế giới thần bí lưu truyền từ thượng cổ đến nay, nơi này không chỉ có một mỏ thần qua tinh, mà còn có vô số di tích bí cảnh, có thể nói, nó chính là một kho báu khổng lồ. Sau khi phát hiện ra nơi này, thần qua tộc lập tức điều động tất cả các cao thủ chiếm nơi này thành của mình. Mà khiến Ly Qua không ngờ tới chính là, nguyên địa vốn yên bình lại đột nhiên xuất hiện Khổ Hải muốn tranh đoạt nguyên địa. Vì thần qua tinh, tất nhiên cũng có thể là như vậy. Dù sao, thượng cổ dị tộc cũng cần tu luyện. Nhưng mà, nàng ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Lúc này, ông lão chợt nói, điện hạ, vị kỳ điện hạ của đế quốc Minh kia được cứu ra rồi. Ly Qua quay đầu nhìn ông lão, ai cứu? Ông lão nói, một thiếu niên tên là Diệp Huyên,
người này còn nói là người của ngươi. Nói xong, ông ta nhìn Ly Qua, là người của ngươi thật sao? Ông ta vẫn hơi mơ hồ không rõ. Bởi vì bây giờ Diệp Huyên đã tiếp quản toàn bộ sản nghiệp ở hoang thành của thần qua tộc. Thật ra ông ta cũng không dám chắc chắn rằng có phải là người của Ly Qua hay không, mặc dù ông ta là thân tín của Ly Qua, nhưng ông ta không phải là thân tín duy nhất. Ly Qua cười nói hắn là người của ta. Ông lão gật đầu, vâng. Ly Qua khẽ cười nói, thú vị. Ông lão trầm giọng nói, không phải là người của Điện Hạ sao? Ly Qua không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại một câu, phong ấn của thần qua tộc ta không đơn giản, nhưng hắn lại có thể phá. Ông lão gật đầu. Ly Qua khẽ gật đầu, người này không đơn giản. Ông lão hơi do dự, sau đó nói, Điện Hạ, vị kỳ Điện Hạ kia không đơn giản, chúng ta không thể mặc kệ. Ly Qua cười nói, không cần lo lắng vị kỳ Điện Hạ kia, ít nhất tạm thời không cần lo lắng. Bởi vì vị kỳ Điện Hạ kia là một người thông minh, nàng ta sẽ không đến gây phiền phức cho thần qua tộc ta vào thời điểm này, ngược lại, nàng ta còn lẩn trốn, hy vọng thần qua tộc ta đừng chú ý đến nàng ta. Ông lão trầm giọng nói, mặc kệ. Ly Qua lại hỏi, ngươi có thể tìm được vị trí của nàng ta không? Ông lão lắc đầu. Ly Qua cười nói, nếu vị kỳ Điện Hạ kia muốn báo thù, vậy chỉ có một cách duy nhất, đó chính là trở nên mạnh hơn. Mạnh đến vô địch, sau đó dùng sức một mình tiêu diệt thần qua tộc ta. Ông lão nhắc nhở, năm đó vị kỳ Điện Hạ kia là yêu nghiệt đệ nhất đế quốc Minh. Ly Qua lắc đầu, so với vị kỳ Điện Hạ kia, ta càng tò mò về vị Diệp công tử kia hơn. Nói xong, nàng ta thoáng nhìn Khổ Hải nơi xa, chuyện nơi đây tạm thời bỏ qua một đoạn thời gian. Ta cũng nên trở về rồi. Trở về. Nghe vậy, trên mặt ông lão thoáng vẻ tươi cười. Chỉ cần trở về, vị qua điện hạ này sẽ lập tức trở thành tộc trưởng của thần qua tộc, bất kể lão tộc trưởng kia có đồng ý hay không. Bây giờ thần qua tộc là do qua điện hạ này định đoạt. Hoang thành. Giờ phút này Diệp Huyên vẫn đang khắc khổ tu luyện, đối với phương pháp gấp này, hắn đã ngày càng thuần thục. Hơn nữa hắn cũng đang tu luyện tâm pháp thần chi kia, bởi vì nó có thể nâng cao thần hồn của hắn. Mà muốn tu luyện phương pháp gấp thì cần có một thần hồn mạnh mẽ. Cho dù bây giờ tâm pháp thần chi này đã hơi lạc hậu. Bởi vì thực lực bây giờ của hắn đã mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Phải tìm kiếm phương pháp tu luyện mới thôi. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chợt nói, tiểu bút, huynh vẫn còn ở đây chứ? Bút đại đạo im lặng chốc lát rồi nói, làm gì? Diệp Huyên cười nói, rất lâu không nghe thấy huynh nói chuyện rồi. Bút đại đạo nói, có việc cứ nói. Diệp Huyên hơi tò mò, nơi này có thuộc cai quản của chủ nhân bút đại đạo không? Bút đại đạo không nói lời nào. Tiểu tháp đột nhiên cười nói, tiểu chủ, người đừng làm khó tiểu bút nữa. Bây giờ nó đã hoàn toàn lạc hậu, không theo kịp bước tiến của chúng ta, nói khó nghe chút thì chính là, nó đã bị đào thải rồi. Bút đại đạo. Diệp Huyên đang định nói chuyện, bút đại đạo đã nói, chắc chắn nơi này thuộc cai quản của chủ nhân rồi. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Bút đại đạo nói, tất cả thế giới vũ trụ dưới thế giới hư chân đều thuộc cai quản của chủ nhân. Diệp Huyên cau mày lại, châu bò vậy sao? Bút đại đạo khẽ thở dài, ta nói thật, cậu đừng tức giận, cũng đừng mang thù. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn cau mày nói, trong lòng huynh. Ta là loại người nhỏ mọn vậy sao? Bút đại đạo nói, ha ha. Diệp Huyên. Bút đại đạo nói tiếp, sở dĩ cậu cảm thấy chủ nhân ta không đáng sợ, hoàn toàn là bởi vì cậu có thiên mệnh đại nhân kia, nếu như không có nàng, tin ta đi, ngay cả vũ trụ ngũ duy cậu cũng không ra nổi. Thối lắm. Tiểu tháp bỗng nhiên tức giận nói, tiểu bút, ngươi đừng có mà coi thường tiểu chủ nhà ta. Ngươi cho rằng tiểu chủ ta toàn dựa vào người khác thôi sao? Ngươi không nhìn thấy cố gắng của tiểu chủ ta sao? Hắn rất cố gắng, thi thoảng hắn mới gọi người, hơn nữa đều là bất đắc dĩ, việc này có thể trách hắn sao? Diệp Huyên nhíu mày lại, tiểu tháp, ngươi đang thanh minh đấy à? Tiểu tháp vội nói, không phải, không phải. Diệp Huyên bình tĩnh nói, có phải hai người các ngươi chướng mắt ta không? Tiểu tháp và tiểu bút không hẹn mà cùng giữ im lặng.
Diệp Huyên cười lạnh lùng. Bút đại đạo nói, cậu muốn phương pháp tu luyện tốt hơn, vậy có thể tìm chủ nhân ta. Chắc chắn y có. Diệp Huyên nói, huynh biết chủ nhân huynh ở nơi nào không? Bút đại đạo nói, không biết. Tiểu tháp lập tức nói, không biết thì ngươi nói làm quái gì. Tiểu chủ, ta đề nghị bán bút đại đạo đi. Bút đại đạo. Diệp Huyên nói, tiểu bút, huynh có thể tìm chủ nhân huynh giúp ta không? Bút đại đạo nói, tìm đạo môn. Diệp Huyên cau mày lại. Đạo môn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, sau khi đến tuyệt địa này, hắn biết đế quốc minh, biết thần qua tộc, nhưng lại chưa từng nghe tới đạo môn. Bút đại đạo nói, chắc hẳn nơi này cũng có đạo môn, cậu có thể hỏi thăm. Đi đạo môn, ta sẽ có cách giúp cậu liên lạc với chủ nhân. Diệp Huyên lập tức rời khỏi tiểu tháp, khi hắn ra tới bên ngoài, lập tức ngây ra như phỗng. Giờ phút này, căn cứ của thần qua tộc đã được cải tạo triệt để, lão Trương xây liền một mạch mấy chục tòa cung điện to lớn, hơn nữa đều vô cùng xa hoa. Không chỉ như vậy, ông ta còn dùng tiền của thần qua tộc. Bởi vì sau khi Diệp Huyên tiếp quản căn cứ nơi này, lão Trương cũng lập tức tiếp quản sản nghiệp nơi này, đương nhiên, ông ta không nuốt riêng đồng nào, ông ta dùng toàn bộ tiền vào xây dựng thư viện rồi. Tham tiền? Sao có thể? Lão Trương ông ta còn muốn tiến vào hội trưởng lão, sao có thể tham món lời nhỏ này? Tầm nhìn không thể hạn hẹp như vậy được. Thấy Diệp Huyên xuất quan, lão Trương lập tức báo cáo công việc. Không thể không nói, Diệp Huyên rất hài lòng. Bởi vì không chỉ đã xây dựng xong thư viện, lão Trương còn lợi dụng sức ảnh hưởng của thần qua tộc, chiêu mộ rất nhiều người có trí thức uyên bác giúp hắn, có thể nói, đã thành lập được một đội ngũ nòng cốt nhỏ cho thư viện. Vậy vẫn chưa hết. Lão Trương còn bắt đầu thu nhận học viên trong hoang thành. Bởi vì có sức ảnh hưởng của thần qua tộc, cho nên có rất nhiều người đến gia nhập thư viện, bọn họ không biết thư viện Quan Huyên, nhưng bọn họ biết thần qua tộc. Bây giờ thư viện phát triển vượt xa mong muốn của Diệp Huyên. Cực kỳ tốt đẹp. Diệp Huyên nhìn lão Trương trước mắt, càng hài lòng hơn. Đây đúng là một nhân tài. Lão Trương cung kính nói, Diệp công tử, ta đã xin thần qua tộc điều động một nhóm tài nguyên tu luyện đến, không lâu sau sẽ được đưa đến thư viện. Thư viện vừa thành lập, thứ thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, ví dụ như võ kỹ công pháp hay sách cổ, nhưng Diệp công tử cứ yên tâm. Những vấn đề này, ta đều đã xử lý. Diệp Huyên im lặng. Giờ phút này, hắn lại hơi không lỡ. Dường như lừa dối người khác như vậy hơi quá đáng rồi. Lão Trương tiếp tục nói, còn có một chuyện, ta không biết nói hay là không đây. Diệp Huyên nhìn về phía Lão Trương, người cứ nói đi. Lão Trương trầm giọng nói, thật ra hoang thành này không lớn, cũng hơi lạc hậu rồi. Diệp Huyên cười nói, ngươi có suy nghĩ gì? Lão Trương lập tức nói, thần qua vực, đó là đại bản doanh của thần qua tộc ta, ở nơi đó, đất rộng người đông, linh khí dồi dào, cực nhiều thiên tài yêu nghiệt, chúng ta nên thành lập một thư viện Quan Huyên ở thần qua vực. Không thể không nói, con người bây giờ đều rất táo bạo, không thèm đọc sách, điều này là không thể được. Sau khi chúng ta thành lập thư viện, có thể để những tộc nhân ưu tú của thần qua vực gia nhập thư viện. Thăng hoa tư tưởng của bọn họ, mở rộng tầm nhìn của bọn họ, nâng cao hiểu biết của bọn họ. Diệp Huyên im lặng. Lão Trương do dự chốc lát, sau đó nói, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, ta đã tự ý quyết định một lần. Diệp Huyên nhìn về phía Lão Trương, đang định nói chuyện, bỗng có tiếng nói từ bên ngoài truyền vào, ta rất tò mò, ngươi còn làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức nheo mắt lại. Có người đến. Mà hắn lại không cảm giác được. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, nơi đó có một cô gái mặc váy đen đang đứng. Ly Qua. Nhìn thấy Ly Qua, đầu tiên Lão Trương hơi ngẩn ra, sau đó là vui mừng, ông ta vội vàng cúi thấp người thi lễ, tham kiến qua điện hạ. Chủ đến rồi. Ly Qua đi đến trước mặt Lão Trương, nàng ta cười nói, người nói tiếp đi. Lão Trương do dự chốc lát. Sau đó hưng phấn nói, ta đã xin gia tộc xây dựng một viện ở thần qua vực chúng ta, đương nhiên, là lấy danh nghĩa của điện hạ người. Trừ cái đó ra, ta còn vạch ra một kế hoạch lớn, đó chính là xây dựng thư viện ở thế giới chịu sự quản lý của thần qua tộc chúng ta. Đương nhiên, việc này tiêu tốn rất nhiều tiền tài, bởi vậy, ta đã viết ra một bản kế hoạch chi tiết,
chỉ cần qua điện hạ người không thấy có vấn đề gì, vậy xin hãy ký tên, hội trưởng lão sẽ trích ra tài chính tiền, ngày mai là chúng ta có thể khởi công. Diệp Huyên, Ly Qua nhìn lão Trương, rất lâu sau nàng ta mới khẽ gật đầu, làm tốt lắm. Làm khá lắm. Lão Trương nghe được câu nói ấy của Ly Qua thì càng phấn khích. Có thể được qua điện hạ khen ngợi thì đúng là thành công của đời người. Hội trưởng lão kia, ông ta vào chắc rồi. Ai cũng không thể ngăn cản được. Bên cạnh, Diệp Huyên nhìn trưởng lão đang hết sức phấn khích kia mà hơi xấu hổ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có hơi quá đáng. Ly Qua cười rồi nhìn về phía Diệp Huyên, xin chào, Diệp công tử. Diệp Huyên cũng cười chào hỏi, xin chào qua điện hạ. Ly Qua chớp mắt hỏi, không mời ta ngồi một chút hả? Diệp Huyên vươn tay làm một hành động mời, mời ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau. Lão Trương kính cẩn đứng bên cạnh. Ly Qua liếc Diệp Huyên một lượt, cười nói quả nhiên không tầm thường. Diệp Huyên cười, qua điện hạ cũng không tầm thường. Đương nhiên, quan trọng nhất là ta không ngờ qua điện hạ lại xinh đẹp như vậy, bất ngờ thật đó. Lão Trương bên cạnh nghe vậy lập tức cảm thấy có mùi. Vị Diệp công tử này chưa từng gặp qua điện hạ ư. Ly Qua cười nói, Diệp công tử giỏi ăn nói ghê. Diệp Huyên nghiêm túc nói, qua điện hạ, chuyện đi đến nước này, ta cũng không có gì để nói. Đương nhiên, ta là đối lý nên qua điện hạ có thể đưa ra yêu cầu. Ly Qua nhìn Diệp Huyên cười hỏi, yêu cầu gì cũng được hả? Diệp Huyên mỉm cười đáp, cô có thể nói trước thử xem. Còn có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Ly Qua cười không nói. Lúc này, lão Trương bên cạnh lại toát mồ hôi lạnh, nhìn qua điện hạ rồi chậm rãi quỳ xuống, run rẩy nói qua điện hạ, ta. Giờ phút này, ông ta muốn khóc. Mẹ nó. Bị lừa rồi. Diệp công tử không phải là người mà. Hết hy vọng vào hội trưởng lão rồi. Ly Qua cười rồi nói, mấy năm gần đây, ta cũng không phát hiện lão Trương lại là một anh tài, là ta mắt phụng. Lão Trương vội vàng quỳ rạp xuống đất, qua điện hạ, ta. Ta. Ông ta không biết giải thích thế nào. Ly Qua cười bảo, đứng lên đi. Lão Trương không dám đứng lên. Ly Qua ngó Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, thực ra kế hoạch của trưởng lão cũng không phải không được. Đương nhiên, đây cũng phải xem thử coi Diệp công tử có thể cho thần qua tộc ta cái gì. Đàm phán. Nàng ta muốn xem con bài chưa lật của Diệp Huyên. Không có át chủ bài. Ta còn nói với ngươi cái quỷ ấy. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, ta muốn so đấu với cô nương. So đấu. Ly Qua nhìn Diệp Huyên nói, được thôi. Diệp Huyên cười bảo, đổi một nơi khác. Ly Qua gật đầu. Hai người trực tiếp biến mất khỏi tại chỗ. Trong điện, lão Trương quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt như cho tàn. Thôi tiêu rồi. Bấy giờ, Nam Du Du đi vào trong điện thấy lão Trương quỳ rạp dưới đất thì ngây người, hỏi, lão Trương, ông làm gì vậy? Lão Trương không nói gì. Nam Du Du lại nói, lão Trương, xây dựng thư viện cần một số vốn, ông chuyển chút trước cho ta đi. Lão Trương. Ở một nơi nào đó trong hư không, Ly Qua nhìn Diệp Huyên cười nói, Diệp công tử, đừng làm ta thất vọng đó. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn vừa dứt lời bèn mở tay ra rồi khẽ nhấn, hư không xung quanh lập tức bị gấp thành một đường chỉ. Cùng lúc đó, kiếm Thanh Huyên cũng xuất hiện. Ly Qua thấy cảnh đó thì nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng đờ. Kiếm ra. Vèo. Kiếm quang lóe lên. Lúc này, Ly Qua cũng giơ tay phải lên rồi khẽ ấn xuống, một luồng sáng đen bắn ra. Đùng. Mảnh tinh vực rộng lớn giữa hai người bỗng chốc bị nghiền nát. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên và Ly Qua xa xa nhìn nhau. Cả hai cứ thế nhìn đối phương. Từ lòng bàn tay Ly Qua có máu chảy xuống. Mà khóe miệng Diệp Huyên cũng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Giờ phút này, cả hai cùng nhìn nhau cười. Ly Qua cười hỏi, trà tiên linh ở Hoang Thành rất ngon, cùng đi uống thử nhé. Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên là được rồi. Hai người đồng loạt biến mất. Trong quán trà nào đó, hai người ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.
Ly Qua cười nói, không ngờ Diệp công tử lại có thể tiến vào siêu thời không, còn gấp được thời không hiện hữu, quả thật là khó tin. Diệp Huyên lắc đầu cười, một trưởng kia của Ly Qua cô nương thế mà lại có thể hủy diệt siêu thời không, cô mới là tài tình. Ly Qua cười ha ha, Diệp công tử khiêm tốn rồi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Ly Qua cô nương, ban đầu ta đến tuyệt địa là để tìm muội muội, tình cờ gặp được vị điện hạ kia của đế quốc Minh, vì đối phương trả thật sự rất nhiều tiền nên ta đã cứu. Hơn nữa, ta cũng không có ý xấu gì với thần qua tộc. Ta chỉ là nhận tiền làm việc thôi, còn chuyện lừa lão Trương lúc sau là vì không muốn có sự xung đột gì thêm với thần qua tộc. Đương nhiên, chuyện này là ta sai nên ta có thể bồi thường cho Ly Qua cô nương. Ly Qua cười, những điều đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ. Đương nhiên nàng ta sẽ không vì chút chuyện ấy mà trở mặt với Diệp Huyên, song nếu Diệp Huyên không có thực lực kinh khủng như vậy thì lại khác. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chắc Ly Qua cô nương đã có cách nghĩ khác rồi, cô cứ nói đi. Ly Qua nhìn Diệp Huyên hỏi, Diệp công tử muốn mở thư viện. Diệp Huyên gật đầu. Ly Qua cười, ta cảm thấy kế hoạch kia của lão Trương cũng không có gì là không được. Diệp Huyên cười hỏi, vậy điều kiện của Ly Qua cô nương là gì? Ly Qua cười đáp, vốn định mời Diệp công tử gia nhập thần qua tộc, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Một anh tài xuất chúng như Diệp công tử, sao lại có thể làm công cho kẻ khác? Diệp Huyên chỉ cười, bình tĩnh đợi câu kế tiếp. Ly Qua nói, ta muốn mời Diệp công tử xây một cái thư viện ở nguyên địa. Diệp Huyên cau mày hỏi, nguyên địa? Ly Qua cười hỏi, Diệp công tử chưa nghe đến nguyên địa bao giờ hả? Diệp Huyên lắc đầu, chưa. Ly Qua mỉm cười rồi nói, nguyên địa là một cái quặng thần qua tinh thiên nhiên, mỗi năm sản xuất khoảng 100 triệu thần qua tinh. Ngoài ra, ở nguyên địa còn có rất nhiều di tích bí cảnh cổ xưa, là một cái bảo tàng. Quan trọng là linh khí ở đó tinh khiết và dày đặc nhất trong số những nơi ta thấy. Diệp Huyên nhìn Ly Qua hỏi, một chỗ như vậy, cô bằng lòng để ta xây thư viện ư? Ly Qua cười bảo, người có thể xây thư viện và dẫn theo đệ tử của mình đến nguyên địa. Tin ta đi, nếu ngươi xây thư viện ở đó thì sẽ có vô số yêu nghiệt và thiên tài đến gia nhập. Diệp Huyên hỏi, chỗ đó có nguy hiểm hả? Ly Qua gật đầu, có một thượng cổ dị tộc muốn chỗ đó nên chắc chẳng bao lâu nữa sẽ tấn công đến thôi. Diệp Huyên cạn lời, đây là muốn mình đến chống địch dùm. Ly Qua cười, Diệp công tử, có được cũng có mất, nếu người đồng ý, thần qua tộc ta và thư viện quan huyên của ngươi coi như liên minh. Cả hai chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nguyên địa. Đương nhiên, thần qua tinh và bí cảnh di tích thượng cổ ở đó là của thần qua tộc ta, mà ta có thể đồng ý cho ngươi xây thư viện ở bất cứ đâu trong địa bàn, nhưng tất nhiên là phải nghe theo một số luật lệ và chế độ của ta. Diệp Huyên im lặng. Ly Qua cười, Diệp công tử có thể suy nghĩ kỹ một chút. Đúng rồi, vũ trụ và tinh vực mà thần qua tộc ta quản lý có khoảng mấy nghìn đó. Diệp Huyên cười hỏi, Ly Qua cô nương, quặng thần qua tinh có thể chia cho ta chút không? Ly Qua nhìn Diệp Huyên cười bảo, được thôi, nhưng phải xem khả năng của Diệp công tử thế nào. Ví dụ như, khi thượng cổ dị tộc kia tấn công thì công tử có thể ra bao nhiêu cao thủ? Diệp Huyên đáp, chỉ có một mình ta thôi. Ly Qua chỉ cười không nói. Diệp Huyên cười hỏi, vậy Ly Qua cô nương hy vọng ta ra bao nhiêu cao thủ? Ly Qua nhìn chằm chằm Diệp Huyên nói, nếu ngươi có thể ngăn cản một nửa chân thần đỉnh phong của thượng cổ dị tộc thì mỗi năm ta sẽ chia cho ngươi một nửa thần qua tinh. Diệp Huyên hỏi, thượng cổ dị tộc kia có bao nhiêu cao thủ chân thần đỉnh phong? Ly Qua cười đáp, không biết. Diệp Huyên sửng sốt. Ly Qua cười nói, đến tận giờ, chúng ta vẫn không rõ lắm về thượng cổ dị tộc kia. Chỉ biết, họ là thượng cổ dị tộc. Ngoài ra thì chúng ta không còn tư liệu nào về họ hết. Diệp Huyên cười, không thể nào. Nếu cô không biết thực lực cụ thể của họ thì sao lại đưa ra điều kiện ấy cho ta được? Ly Qua liếc Diệp Huyên nói, nhưng họ biết thực lực của thần qua tộc ta. Diệp Huyên im lặng. Đối phương biết thực lực của thần qua tộc, nhưng vẫn dám xâm lược nguyên địa đã cho thấy rất nhiều điều. Ly Qua qua cười, Diệp công tử. Phải nói là nếu để người trong tộc biết điều kiện mà ta đưa ra cho ngươi thì họ chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt. Vì họ không biết gì về ngươi, mà giờ nguyên địa là địa bàn kiếm cơm của tộc ta, nhưng ta lại định chia một nửa đi, họ chắc chắn sẽ không muốn. Xong,
chỉ cần Diệp công tử gật đầu thì những điều đó hoàn toàn không phải vấn đề. Diệp Huyên ngó Ly Qua hỏi, lý do? Ly Qua cười đáp, chia bớt nguy hiểm đi để tộc ta đỡ phải chết nhiều. Diệp Huyên câm nín. Ly Qua lại nói, Diệp công tử, cho ta một câu trả lời đi. Đồng ý hay không đồng ý? Nếu đồng ý thì chỉ cần ngươi có tiền thì có thể lập tức xây dựng vô số thư viện trong thần qua vực ta. Nếu không đồng ý thì ta cũng không ép. Diệp Huyên im lặng. Đây là một lựa chọn khó khăn. Nếu chọn hợp tác thì hắn sẽ nhận được rất nhiều, nhưng thượng cổ dị tộc cũng chắc chắn không có đơn giản như vậy. Chỉ với thực lực hiện giờ của mình thì Diệp Huyên không cho rằng hắn có thể đè đầu cưỡi cổ thượng cổ dị tộc. Đến lúc đó đánh không lại, gọi Thanh Nhi thì cũng sảng quá. Nhưng nếu không đồng ý thì hắn sẽ không thể xây dựng thư viện trên toàn bộ thần qua vực, cũng chẳng thể nhận được một nửa thần qua tinh lợi nhuận kia. Rất phiêu lưu, nhưng mà lợi tức lại rất lớn. Diệp Huyên lắc đầu cười, Ly Qua cô nương, ta cũng muốn đồng ý với cô lắm. Nhưng mà, ta chỉ có một mình, giờ ta không có khả năng đối phó một nửa cao thủ thượng cổ dị tộc giúp cô nên ta không thể đồng ý được. Ly Qua im lặng. Diệp Huyên lại hỏi, Ly Qua cô nương, cô là cảnh giới gì? Ly Qua cười đáp, chí thánh. Diệp Huyên bảo, hay là như vậy, ta xây thư viện ở nguyên địa nhưng không cần thần qua tinh, chỉ mở thư viện thôi. Xong, ta có thể ngăn cản một vị trí thánh cảnh của thượng cổ dị tộc giúp cô, thế nào? Ly Qua ngó Diệp Huyên, im lặng một lúc rồi cười đáp, được. Trí thánh cảnh. Nếu Diệp Huyên có thể ngăn cản một vị trí thánh cảnh thì tuyệt đối là một chuyện tốt đối với thần qua tộc. Diệp Huyên cười, còn một chuyện nữa, ta muốn lão Trương kia đi theo mình. Ly Qua chớp chớp mắt đáp, cái này thì không được, ông ấy chính là một người tài ba, không thể tặng cho ngươi được. Diệp Huyên cười hỏi, không mặc cả được à? Ly Qua đáp, Diệp công tử, chuyện này để bàn sau đi, ngươi theo ta đến nguyên địa một chuyến đã. Diệp Huyên khó hiểu, làm gì? Ly Qua cười đáp, phá phong ấn một di tích viễn cổ bí ẩn còn sót lại. Nàng ta nói xong ngừng một lát lại nói, chỉ ta và ngươi. Nguyên địa. Khi Diệp Huyên và Ly Qua tiến vào nguyên địa thì phải công nhận là Diệp Huyên đã vô cùng kinh ngạc. Linh khí ở đây thật sự rất nồng đậm. Nồng độ linh khí trong đây còn nhiều hơn chỗ khác ít nhất gấp 10 lần. Giờ phút này, phải nói là Diệp Huyên đã động lòng. Tu luyện ở đây thì ngay cả một con heo cũng có thể trở thành một cao thủ đỉnh cấp. Lúc này, Ly Qua bên cạnh bỗng cười khẽ nói, ta vừa bước vô nơi này thì cũng kinh ngạc y như Diệp công tử vậy. Diệp Huyên gật đầu, nơi này đúng là nghịch thiên. Ly Qua ngó Diệp Huyên rồi cười chứ không nói gì. Diệp Huyên bỗng nói, Ly Qua cô nương, có được chỗ này thì về sau thần qua tộc chắc chắn sẽ ngày càng mạnh hơn. Ly Qua gật đầu, nhưng với điều kiện là chúng ta có thể bảo vệ nơi này. Diệp Huyên cười bảo, chắc chắn có thể bảo vệ được. Ly Qua nhìn Diệp Huyên hỏi, tại sao? Diệp Huyên đáp, vì có ta ở đây. Ly Qua sửng sốt. Diệp Huyên cũng không nói gì thêm, sải bước đi về phía xa. Ly Qua nhìn bóng lưng của Diệp Huyên, cong môi khẽ cười. Một người đàn ông đầy tự tin. Ly Qua đã từng gặp rất nhiều người đàn ông, khi đối mặt với nàng ta thì ít nhiều gì cũng có vẻ nhút nhát. Người đàn ông trước mắt chẳng những không hề lo sợ, trái lại còn vô cùng tự tin. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thong dong tự tin. Một lát sau, hai người đi đến trước một cái vực, một ông lão chợt xuất hiện, hơi khom lưng chào thiếu tộc trưởng. Ly Qua gật đầu, vẫn không thể phá hủy được à. Ông lão cười khổ, vẫn chưa, phong ấn kia bắt nguồn từ thượng cổ, chúng ta chưa gặp bao giờ nên. Ly Qua khẽ gật đầu, bảo người của ông lui ra đi. Ông lão chần chờ rồi đáp, vâng. Ông ta đáp xong bèn liếc Diệp Huyên rồi mới xoay người rời đi. Ly Qua dẫn theo Diệp Huyên đi vào trong vực, vừa vào thì các cao thủ thần qua tộc đã rời đi hết. Nàng ta dẫn Diệp Huyên đi đến trước cửa một hang động, đằng sau có thể thấy thấp thoáng một tòa cung điện cổ xưa. Ly Qua chỉ vào cửa hang kia nói, chỗ đó bị một cái trận pháp khủng bố phong ấn, Diệp công tử, nếu ngươi có thể phá phong ấn thì mọi thứ trong bí cảnh, ta với ngươi chia đôi. Chia đôi. Diệp Huyên lập tức đồng ý, được. Ly Qua cười hỏi, cần chuẩn bị cái gì không?
Diệp Huyên lắc đầu, không cần. Hắn nói xong bèn bước lên trước một bước rồi chém ra một kiếm. Đương nhiên là dùng kiếm Thanh Huyên. Kiếm quang nhoáng lên, chẳng mấy chốc đã bị một bức tường vô hình ngăn cản. Có điều thoáng chốc, kiếm Thanh Huyên đã chém nát nó. Phong ấn phá. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Ly Qua bảo, đi thôi. Hắn vừa dứt lời đã đi vào trong núi. Ly Qua liếc Diệp Huyên, cười khẽ, đúng là một thanh kiếm lợi hại. Nàng ta cảm thán xong cũng vội vàng đi theo. Sau khi cả hai đi vào lại tới trước một tòa cung điện. Nó cực kỳ cổ xưa, tỏa ra một luồng khí tức hoang tàn, nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn. Ly Qua nhìn thoáng qua xung quanh rồi nói, không có khí tức của sự sống. Diệp Huyên gật đầu, hai người đi vào trong đại điện, chính giữa là bức tượng của một người đàn ông đang nhìn về phía trước, chắp hai tay sau lưng. Mà trước mặt người đàn ông đó lại đặt một chiếc nhẫn chứa đồ và một cuốn sách cổ dày cộm. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía chiếc nhẫn và cuốn sách cổ kia. Bấy giờ, Ly Qua bằng cười nói, Diệp công tử, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi. Diệp Huyên ngó Ly Qua, nàng ta cười bảo, chúng ta đều không được nhìn những gì bên trong nhẫn và sách cổ, công bằng chọn lựa. Chọn đại. Diệp Huyên cười hỏi, ai chọn trước? Ly Qua cười đáp, ta có thể tiến vào đây đều là do Diệp công tử nên ngươi chọn trước đi. Diệp Huyên nhìn về phía nhẫn chứa đồ, không chút do dự nói, ta chọn nhẫn chứa đồ. Nhẫn chứa đồ. Ly Qua cười nói, cuối cùng Diệp công tử vẫn lựa chọn tiền tài. Thực ra, nàng ta muốn xem thử Diệp Huyên chọn tiền tài hay truyền thừa. Bên trong nhẫn chứa đồ chắc chắn là tiền tài, còn sách cổ đương nhiên là truyền thừa. Mà Diệp Huyên lại chọn nhẫn chứa đồ. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là Diệp Huyên hoàn toàn không cần truyền thừa. Bình thường thì ai cũng sẽ chọn truyền thừa vì nó có thể tăng thực lực của mình lên. Truyền thừa tốt không phải là thứ mà tiền tài có thể cân đo đong đếm, mà Diệp Huyên lại không chọn truyền thừa thì hiển nhiên là người ta chướng mắt nó. Chướng mắt? Vậy thì đúng là rất thú vị. Sau khi Diệp Huyên lấy nhẫn bèn nhìn thoáng qua, bên trong có khoảng hơn 200 triệu thần qua tinh. 200 triệu. Hơn nữa. Cộng thêm số hắn đang có thì giờ đã có 400 triệu thần qua tinh. Ngoài ra, bên trong còn có vô số đan dược, công pháp, thuật thần thông, trận pháp. Đúng là một niềm vui bất ngờ. Bên kia, Ly Qua cầm lấy cuốn sách cổ, vừa mở ra đã có một luồng ánh sáng bắn thẳng vào giữa trán nàng ta. Thoáng chốc, cả người Ly Qua đã bị 9 luồng ánh sáng bao phủ. Diệp Huyên nhìn Ly Qua, trong mắt tràn ngập tò mò. Một lát sau, Ly Qua trở tay, ánh sáng 9 màu kia lập tức bị hút vào trong người, biến mất. Ly Qua khẽ cong môi, thật thú vị. Diệp Huyên chớp chớp mắt hỏi, ta có thể xem sách cổ của cô không? Ly Qua kinh ngạc liếc Diệp Huyên. Da mặt của vị Diệp công tử này, hình như hơi bị dày thì phải. Diệp Huyên lại hỏi, có thể xem không? Ly Qua trần chờ một chút rồi nói, vậy ngươi cứ xem đi. Nàng ta nói xong bèn mở tay ra, cuốn sách cổ dày cộm kia bèn bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mở ra đã thấy mấy chữ chân huyền thần kinh. Một phương pháp tu luyện. Một lát sau, Diệp Huyên mới gật đầu bảo, một cuốn sách tu luyện rất hay. Ly Qua cười nói, đúng vậy. Diệp Huyên mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Ly Qua. Bên trong có 100 triệu thần qua tinh. Ly Qua sửng sốt. Diệp Huyên cười bảo, cô cho ta xem thì đương nhiên ta sẽ chia cho cô một nửa, vậy mới công bằng. Ly Qua liếc Diệp Huyên, một lúc sau mới cười đáp, tốt. Nàng ta nói xong bèn cất nhẫn đi. Có qua có lại mới có thể bền lâu. Diệp Huyên nói, Ly Qua cô nương, ta muốn xây dựng thư viện ở đây. Ly Qua ngó Diệp Huyên. Hắn cười bảo, tông môn này chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó nên mới trở thành như vậy. Ta muốn xây dựng thư viện ở đây, nhưng vẫn sẽ giữ lại mấy tòa đại điện của họ, coi như là một kỷ niệm. Ly Qua cười đáp, được. Diệp Huyên cũng cười, vậy cảm ơn Ly Qua cô nương. Ly Qua bỗng hỏi, Diệp công tử, ta có thể xem thử thanh kiếm trong tay ngươi không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên là được. Hắn nói xong bèn đưa kiếm Thanh Huyên cho Ly Qua, nàng ta nhận lấy rồi sắc mặt dần trở nên nghiêm túc,
Diệp Huyên cười hỏi, cũng khá mà đúng không? Ánh mắt Ly Qua tràn đầy phức tạp, đâu chỉ là khá, thanh kiếm này quả thật là phi phàm. Diệp Huyên cười nói, ta tạo ra. Hắn nói đến đây thì vội vàng ngừng lại. Nói mình tạo ra hình như có hơi quá. Ly Qua liếc Diệp Huyên hỏi, ngươi tạo ra. Diệp Huyên cười, ý của ta là nó do muội muội ta đúc cho ta. Ly Qua khá là tò mò, muội muội ngươi là một thợ rèn. Diệp Huyên cười nói, cũng không phải. Ly Qua khẽ gật đầu, thấy Diệp Huyên không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi nữa, trả kiếm Thanh Huyên lại cho hắn. Diệp Huyên nhận lấy kiếm Thanh Huyên rồi cười hỏi, Ly Qua cô nương, ta còn có một bảo bối, cô muốn xem không? Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, người đê tiện. Á đù! Diệp Huyên cau mày, chuyện quái gì vậy? Ly Qua tò mò hỏi, Diệp công tử, bảo bối gì? Diệp Huyên không để ý đến Tiểu Tháp bỗng thần kinh, cười nói, ta dẫn cô đi. Hắn nói xong trực tiếp dẫn theo Ly Qua tiến vào Tiểu Tháp. Sau khi tiến vào Tiểu Tháp, vẻ mặt Ly Qua lập tức thay đổi. Thời không bên trong Tiểu Tháp và bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Vẻ mặt Ly Qua trở nên vô cùng nghiêm trọng. Diệp Huyên thấy vẻ mặt đó của Ly Qua thì mỉm cười hết sức hài lòng. Hắn dẫn Ly Qua vào Tiểu Tháp đương nhiên không phải để khoe khoang, mà là vì kiếm được càng nhiều chỗ tốt từ nàng ta. Diệp Huyên càng bày ra thực lực khủng bố thì càng có tư cách nói điều kiện với Ly Qua. Có thể bàn bạc hay không cũng phải xem thực lực thế nào. Lúc này, Ly Qua bỗng nhỏ giọng hỏi, Diệp công tử, thế giới này cũng là do muội muội ngươi tạo ra hả? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ly Qua lại nói, thật lợi hại. Diệp Huyên cười ha ha. Ly Qua nhìn về phía Diệp Huyên hỏi, chỗ này có thể cho thuê không? Diệp Huyên ngó Ly Qua nói, có thể bàn. Có thể bàn. Ly Qua cười, vậy là tốt rồi. Khóe miệng Diệp Huyên cũng cong lên. Hắn biết bọn họ có thể hợp tác được rồi. Một lát sau, hai người mới rời khỏi Tiểu Tháp. Xong, vẻ mặt Ly Qua vẫn hết sức nghiêm trọng, thế giới trong Tiểu Tháp đã khiến nàng ta chấn động. Kia thật sự là rất nghịch thiên. Bên trong 10 năm, bên ngoài mới một ngày. Thủ đoạn cỡ đó thì nói nghịch thiên cũng chẳng đúng. Ly Qua liếc Diệp Huyên, ánh mắt tràn ngập phức tạp. Nàng ta phát hiện mình vẫn đánh giá thấp vị Diệp công tử thần bí này. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Ly Qua cô nương, nguyên địa này còn có bao nhiêu di tích bí cảnh như vậy nữa? Ly Qua hoàn hồn rồi đáp, ít nhất cũng phải hơn trăm. Hơn trăm. Diệp Huyên nghe vậy lập tức híp mắt. Ly Qua cười nói, ta cũng có thể chia đôi với Diệp công tử. Diệp Huyên ngó Ly Qua hỏi, điều kiện của cô. Ly Qua nói, cho ta thuê Tiểu Tháp kia một năm. Một năm thời gian bên ngoài. Đổi thành thời gian bên trong Tiểu Tháp là hơn 3.000 năm. Diệp Huyên im lặng, không có đồng ý ngay. Ly Qua nói tiếp, Diệp công tử, chỉ cần một năm. Mà tiền tài trong bí cảnh này khỏi cần ta nói thì chắc ngươi cũng hiểu. Diệp Huyên gật đầu, được, nhưng chỉ có một năm. Ly Qua cười nói, được. Một năm, cũng đủ để khiến thực lực của cả thần qua tộc tăng lên gấp mấy lần. Vì thế, cả hai đã đạt thành hợp tác. Nhưng chẳng mấy chốc, Ly Qua đã cau mày lại vì nàng ta phát hiện giờ cái mình thiếu đúng là thời gian. Thời gian. Nếu cho nàng ta thêm một năm thì Ly Qua hoàn toàn có thể tiêu diệt thượng cổ dị tộc, nhưng giờ. Đúng lúc này, một khí tức khủng bố chợt ập đến từ phía chân trời. Diệp Huyên thấy vậy thì cau mày, xoay người nhìn về phía chân trời. Ở đó, thời không bỗng nứt ra, sau đó có một người đàn ông áo đen đi ra. Ly Qua thấy thế lập tức xa sầm sắc mặt. Thật là không khéo, thượng cổ dị tộc đã ra tay trước dự đoán. Ly Qua nhìn về phía Diệp Huyên nói, Diệp công tử, vị đại tế ti kia chính là Chí Thánh, hay là ngươi tới so mấy chiêu? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói, được. Hắn vừa nói xong, một luồng kiếm ý khủng bố chợt phóng thẳng lên cao. Kiếm ý nhân gian. Chiến. Giờ phút này, kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên đạt đến mức độ vô cùng khủng bố. Tín ngưỡng chi lực. Bởi vì bây giờ thư viện Quan Huyên quản lý rất nhiều vũ trụ to to nhỏ nhỏ. Bởi vậy, kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên cũng được tăng cường vô cùng khủng bố.
kiếm ý ngập tràn đất trời, trực tiếp ngăn chặn hơi thở của người áo đen kia. Nhìn thấy kiếm ý của Diệp Huyên, trong ánh mắt của Ly Qua ở bên cạnh chợt hiện vẻ kinh ngạc. Chân trời, người áo đen kia nhìn Diệp Huyên, cũng không nói nhảm, hắn ta lật tay phải, tung trưởng đánh xuống. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả bầu trời tối sầm lại. Đen tối vô biên vô tận. Diệp Huyên nheo hai mắt, không dám giữ lại chút gì, tay phải khẽ lật, giờ phút này, thời không nơi đây bị hắn gập thành dây, ngay sau đó, vung kiếm chém ra. Vèo. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên. Ầm ầm. Đột nhiên, trong thời không đen tối vô biên vô tận này xuất hiện tiếng nổ vang dội đinh tai nhức óc, ngay sau đó, vô số kiếm quang bùng lên, bắn tung tóe ra xung quanh. Kéo dài đến rất lâu sau, nơi đây mới khôi phục bình thường. Hai người đối mặt với nhau. Diệp Huyên nhìn người áo đen kia, trong mắt nhiều thêm vẻ nghiêm túc. Chí Thánh. Cuối cùng phương pháp gấp này của hắn vẫn không cách nào giết một vị Chí Thánh cảnh trong chớp nhoáng. Đương nhiên, khi hắn sử dụng kiếm này trong chiến đấu, đối phương cũng không làm gì được hắn. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, khàn giọng nói kiếm tu. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Người áo đen nói, tiếp nào. Vừa dứt lời, hắn ta bước lên trước một bước, sau đó, cơ thể của hắn ta dần dần mờ đi. Nơi xa, Diệp Huyên nheo mắt, lại gấp thời không lần nữa, cùng lúc đó, hắn còn kích hoạt huyết mạch chi lực của bản thân. Quỳnh. Bỗng có một tia sáng đỏ bắn ra từ trong cơ thể hắn rồi phóng lên tận trời. Diệp Huyên bước lên trước một bước, vung kiếm chém ra. Thanh Huyên nhất kiếm. Vèo. Kiếm quang chợt lóe. Ầm ầm. Kèm theo một vùng kiếm quang màu máu bùng nổ, người áo đen kia bị chém lui ra ngoài mấy chục vạn trượng, giây phút này thời không đen tối xung quanh cũng tan thành nhiều mảnh, nơi đây hoàn toàn khôi phục bình thường. Nơi xa, sau khi người áo đen dừng lại, cơ thể hắn ta dần mờ đi. Lực lượng trong một kiếm kia thật sự quá mức mạnh mẽ, cơ thể hắn ta đã không cách nào thừa nhận. Cứ như vậy, cơ thể hắn ta dần dần tan biến. Khi người áo đen chỉ còn linh hồn, Diệp Huyên nheo mắt lại, mà đúng lúc này, người áo đen bỗng nhiên biến mất khỏi nơi này. Diệp Huyên nhăn mày, hắn không cảm giác được bất kỳ hơi thở nào của đối phương rồi. Lúc này, Ly Qua ở bên cạnh cười nói, hắn ta chạy rồi. Diệp Huyên im lặng. Thật ra, lúc đối phương biến thành linh hồn cũng là lúc tốt nhất để giết đối phương. Ly Qua cười nói, chắc chắn hắn ta phải chạy rồi, hơi chậm chút thôi, hắn ta sẽ chết ở chỗ này. Diệp Huyên nhìn về phía Ly Qua cô nương, trong thượng cổ dị tộc, có phải cao thủ Chí Thánh cảnh là mạnh nhất rồi không? Ly Qua lắc đầu, không chắc chắn. Diệp Huyên cau mày lại. Ly Qua cười nói, nhưng ta cảm thấy, chắc chắn bọn họ không có cao thủ trên Chí Thánh. Nếu không, bọn họ cũng không cần đàm phán gì với thần qua tộc ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, quả thật là vậy. Ly Qua quay đầu nhìn lại, chắc hẳn lần tới sẽ là tấn công toàn diện. Diệp Huyên nói, Ly Qua cô nương, ta chỉ có thể ngăn chặn một vị Chí Thánh cảnh, còn lại, ta bó tay hết cách. Ly Qua gật đầu, đương nhiên, chúng ta đã nói rõ rồi. Diệp Huyên mỉm cười, đúng vậy. Để hắn đánh một vị Chí Thánh cảnh, không thành vấn đề, nhưng nếu như đối phương đánh hội đồng, vậy hắn cũng hết cách rồi. Bây giờ hắn vẫn chưa thể lấy một đánh nhiều. Ly Qua chợt nói, Diệp công tử, ta muốn tiến vào tiểu tháp của ngươi một đoạn thời gian. Diệp Huyên nói, có thể. Ly Qua nói tiếp, ta còn một việc cần ngươi giúp đỡ. Diệp Huyên thoáng nhìn Ly Qua, việc gì? Ly Qua nhìn Diệp Huyên, tranh thủ thời gian giúp ta, tranh thủ một tháng. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta ngăn chặn thượng cổ dị tộc một tháng. Ly Qua gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên lập tức lắc đầu, ta không làm được, rõ ràng bọn họ muốn ra tay. Ly Qua nói, 500 triệu thần qua tinh. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, Ly Qua cô nương, đây không phải chuyện tiền bạc, rõ ràng thượng cổ dị tộc bọn họ sắp ra tay rồi, ta phải như thế nào? Ly Qua nói, 1 tỷ thần qua tinh. Diệp Huyên im lặng. 1 tỷ. Bây giờ hắn và Ly Qua đã đạt thành thỏa thuận xây dựng thư viện trên toàn bộ thần qua vực,
có thể nói, kế tiếp tốn rất nhiều tiền. Trừ cái đó ra, bản thân hắn tu luyện phương pháp gấp này cũng vô cùng tốn tiền. Không chỉ như vậy, hắn còn phải kiếm chút thần qua tinh cho Tần Quan, thần qua tinh tốt như vậy, sao có thể không cho phú bà một chút chứ? Phải biết, lúc trước người ta vô cùng hào phóng với mình. Lúc này, Ly Qua chợt nói tiếp, 1.500.000.000. Một tháng, ngăn chặn một tháng giúp ta. Diệp Huyên không do dự nữa, lập tức nói, được. Ly Qua gật đầu, đang định nói chuyện, Diệp Huyên lại nói, nhưng mà, ta muốn quyền chỉ huy của thần qua tộc, bắt đầu từ giờ phút này, toàn bộ thần qua tộc đều phải nghe ta chỉ huy. Muốn một mình hắn đi chống lại thượng cổ dị tộc, hắn không ngu vậy đâu. Ly Qua cười nói, người yên tâm đi, cho dù ngươi không nhắc đến yêu cầu này, ta cũng sẽ để thần qua tộc tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Diệp Huyên nhìn Ly Qua, ngươi chắc chắn bọn họ sẽ nghe theo lời ta. Ly Qua nói, cao thủ tinh nhuệ nhất của tộc ta là thần qua vệ chỉ có 890 người, nhưng toàn bộ đều là chân tiên cảnh, bọn họ nghe theo ngươi là đủ rồi. Về phần những cao thủ thần qua tộc khác, có nghe ngươi hay không cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đúng vậy. Ly Qua nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một tháng sau ta sẽ ra. Nói xong, nàng ta dứt khoát tiến vào tiểu tháp. Diệp Huyên nhăn mày lại, lúc này, một ông lão gầy gò đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão gầy gò hơi thi lễ với Diệp Huyên, xin Diệp công tử phân phó. Diệp Huyên im lặng, hắn thoáng nhìn Ly Qua, giờ phút này, Ly Qua đang tu luyện trong tháp. 360 năm. Chẳng lẽ Ly Qua sắp đột phá đến thánh cảnh? Diệp Huyên cau mày lại. Không suy nghĩ nữa, Diệp Huyên nhìn ông lão gầy gò trước mặt, thần qua vệ đều ở nơi này. Ông lão gầy gò gật đầu, vâng. Diệp Huyên khẽ gật đầu, thượng cổ dị tộc có động tĩnh gì? Ông lão gầy gò trầm giọng nói, bọn họ đang triệu tập cao thủ, chắc hẳn sắp tấn công rồi. Diệp Huyên nhìn ông lão gầy gò, không nói lời nào. Ông lão gầy gò hơi do dự, sau đó nói, bọn ta nghe theo phân phó của ngài. Diệp Huyên khẽ thở dài. Tiền đúng là khó kiếm mà. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyên nói, đi, đến khổ hải. Hả? Ông lão gầy gò sửng sốt, đi khổ hải. Diệp Huyên hỏi, có vấn đề gì không? Ông lão gầy gò do dự chốc lát, sau đó nói, làm cái gì? Diệp Huyên nhìn chằm chằm ông lão gầy gò, lần sau, ta nói cái gì, ngươi làm cái đó, nếu không, ngươi bảo tộc trưởng nhà ngươi tự mà đi ngăn cản thượng cổ dị tộc, rõ rồi chứ. Nghe vậy, sắc mặt ông lão gầy gò lập tức thay đổi, vội vàng nói, rõ rồi. Diệp Huyên trực tiếp ngự kiếm bay lên, biến mất khỏi nơi này. Ông lão gầy gò vội vàng mang theo những cao thủ thần qua tộc nấp trong bóng tối kia đi theo. Ngăn chặn một tháng. Đây là mệnh lệnh Ly Qua để lại cho ông ta và thần qua vệ, trong khoảng thời gian này, nhất định phải nghe theo Diệp Huyên. Khổ hải. Khi Diệp Huyên dẫn theo một nhóm cao thủ đi vào khổ hải, một hơi thở kinh khủng lập tức nhằm vào Diệp Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên bình tĩnh. Sau lưng hắn là các cao thủ thần qua tộc. Diệp Huyên quay đầu thoáng nhìn đám cao thủ của thần qua tộc, ngẩn ra đó làm gì? Tất cả phóng thích khí thế ép về phía khổ hải này cho ta. Mọi người ngẩn ra. Ông lão gầy gò kia vội vàng nói ra, ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau làm theo. Nghe vậy, mọi người vội vàng phóng thích ra khí thế mạnh mẽ ép về phía khổ hải. Nhiều cao thủ cùng nhau phóng thích ra khí thế như vậy, tất nhiên sẽ vô cùng khủng bố. Trong giây phút này, thời không nơi đây bắt đầu méo mó, căn bản không chống đỡ nổi. Mà đúng lúc này, trong khổ hải cũng bộc phát ra những khí thế kinh khủng ngăn cản khí thế bên phía Diệp Huyên. Hai bên giằng co không dứt. Diệp Huyên đứng trên một tảng đá lớn, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Lúc này, bỗng có một người đàn ông trung niên đi từ bên trong khổ hải ra. Người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, đeo mặt nạ nửa bên, tay phải cầm một cây pháp trượng. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người muốn khai chiến. Diệp Huyên nhún vai. Sau đó nói, không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Hắn biết, chắc chắn không thể bị động phòng thủ, bởi vì một khi cứ luôn bị động phòng thủ, vậy sẽ mất đi quyền chủ động đánh hay không đánh đều nằm trong tay người khác, chuyện này là không thể được. Bởi vậy,
hắn dứt khoát từ bỏ phòng thủ nguyên địa. Đến khổ hải. Ngươi muốn tranh đoạt nguyên địa. Có thể. Vậy ngươi chiếm lĩnh nguyên địa, ta diệt nhà của ngươi. Hơn nữa, chiến trường ở khổ hải, những người này sẽ phải kiêng kỵ. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trước đây ta chưa từng nghe nói đến ngươi. Diệp Huyên cười nói, ngươi muốn đánh, hay muốn nói? Nếu là đánh, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn. Nếu là nói, vậy chúng ta cũng có thể nói chuyện, ta là một người biết nói lý lẽ. Người đàn ông trung niên bỗng nói, Ly Qua tộc trưởng đâu? Diệp Huyên cười nói, nàng ta ở trong tộc. Người đàn ông trung niên lắc đầu, không, nàng ta không ở trong tộc. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, không nói lời nào. Người đàn ông trung niên lại nói, nếu như ta đoán không nhầm, chắc hẳn bây giờ nàng ta đang có kế hoạch gì đó, cho nên để ngươi ngăn chặn thượng cổ dị tộc ta thay nàng ta. Ta nói đúng không? Diệp Huyên nói, không đúng. Người đàn ông trung niên nhăn mày, Diệp Huyên lại nói, đoán nữa đi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có phải ngươi cảm thấy mình rất hài hước không? Diệp Huyên thản nhiên nói, nếu như ngươi đã xác định, vậy chắc chắn sẽ lập tức khai chiến với ta, mà không phải là đến hỏi ta. Sở dĩ ngươi hỏi ta, rõ ràng là bởi vì ngươi không chắc chắn mình đoán đúng không? Cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ nói chân tướng của sự thật cho ngươi biết sao? Ta chắc chắn sẽ không rồi. Bởi vậy, ta cho ngươi đoán tiếp, có vấn đề gì không? Người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, hắn ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Diệp Huyên nhíu mày, sao vậy, ngươi muốn ra vẻ trước mặt ta sao? Người đàn ông trung niên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta rất chán ghét ngươi, cho nên ngươi sẽ chết. Diệp Huyên cười nói, rất nhiều người từng nói lời này với ta, nhưng ta chưa từng chết. Tay phải người đàn ông trung niên từ từ siết chặt, yên tâm, cái gì cũng phải có lần đầu. Nói xong, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số cao thủ thượng cổ dị tộc. Khoảng hơn 3.000, hơn nữa toàn bộ đều là chân tiên cảnh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên sầm lại, đệt. Phải thêm tiền. Thêm tiền. Không thể không nói. Lúc này Diệp Huyên cũng có phần đau bi. Vốn dĩ, hắn nghĩ thực lực thượng cổ dị tộc và thần qua tộc ngang nhau, nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải vậy. Thoáng chốc có chút ngượng ngùng. Sắp bị đánh hội đồng rồi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không phải ngươi muốn đánh sao? Lên đi, thượng cổ dị tộc ta đánh với ngươi. Diệp Huyên bỗng xòe tay phải, sau đó nắm chặt lại. Gấp thời không? Thời không vừa gấp, vẻ mặt người đàn ông trước mặt Diệp Huyên bỗng thay đổi, siêu thời không? Diệp Huyên không nói rông dài, hắn tiến lên trước một bước, chém ra một kiếm. Ra tay trực tiếp. Một kiếm này chém ra, vẻ mặt toàn bộ cao thủ trong sân đều thay đổi. Mà người đàn ông trước mặt Diệp Huyên lại đi ra một bước, chắp hai tay, một màn chắn sáng màu đen lập tức bao phủ toàn thân hắn ta. Cứng trọi cứng. Rầm rầm. Kiếm quang rơi xuống, màn chắn sáng màu đen kia lập tức vỡ tan, hóa thành vô số năng lượng bắn khắp xung quanh, còn người đàn ông trung niên thì lùi nhanh về sau. Trong lúc hắn ta lùi, vùng nước khổ hải màu đen kia đột nhiên dâng lên làn sóng cả vạn trượng, trực tiếp che phủ cả bầu trời. Xung quanh, các cao thủ chân tiên cảnh cũng đều lùi lại. Người đàn ông trung niên kia lùi lại chừng 10 vạn trượng thì dừng lại, trước mặt hắn ta. Vùng khổ hải kia xuất hiện một khe rãnh rộng chừng mấy vạn trượng. Sau khi người đàn ông trung niên dừng lại, thân xác lập tức trở nên hư ảo. Thấy vậy, sắc mặt các cao thủ thượng cổ dị tộc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vậy mà đánh không lại. Còn các thủ bên thần qua tộc thì mang theo vẻ mặt vui mừng. Bạn học cũng rất bất ngờ, rõ ràng cũng không ngờ Diệp Huyên lại mạnh như vậy. Trên khổ hải, Diệp Huyên cầm kiếm đứng vững. Trên người phóng ra luồng kiếm khí mạnh mẽ không gì sánh bằng. Ở phía xa, người đàn ông trung niên đã bị hủy thân xác kia nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có chút nặng nề. Thực lực Diệp Huyên mạnh, vượt ra ngoài dự liệu hắn ta. Ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, hiện tại nguyên địa có một nửa của ta, thượng cổ dị tộc dám bước vào, vậy trên đời này sẽ không còn thượng cổ dị tộc nữa. Nói xong, hắn không nói gì thêm, quay người rời đi. Hắn biết,
Trước khi thượng cổ dị tộc làm rõ lai lịch hắn, có lẽ họ sẽ không tiến vào nguyên địa. Nhóm cao thủ thượng cổ dị tộc kia đều không ra tay. Không thể không nói, một kiếm vừa nãy của Diệp Huyên quả thực khiến bọn họ khiếp sợ. Sau khi nhóm người Diệp Huyên rời đi, người đàn ông trung niên nhíu chặt mày. Thần qua tộc này từ khi nào xuất hiện một cao thủ kiếm tu mạnh đến vậy? Lúc này, một cô gái mặc áo bào trắng bỗng xuất hiện bên cạnh người đàn ông trung niên, cô gái cười nói, ta biết hắn. Cô gái áo bào trắng ở trên vùng khổ hải, giống như một đóa tuyết liên hoa vì trong đống than, dung mạo vô cùng xuất chúng. Người đàn ông trung niên nhìn cô gái áo bào trắng, kỳ điện hạ, người nhận ra sao? Cô gái áo bào trắng nghiêm mặt kia chính là kỳ điện hạ mà Diệp Huyên gặp lúc trước. Kỳ điện hạ cười nói, cổ dị tộc trưởng, người này không hề đơn giản, ta kiến nghị ngươi chớ có gây chuyện với người này. Vẻ mặt cổ dị lạnh lẽo, là hắn muốn làm địch với thượng cổ dị tộc ta. Kỳ điện hạ lắc đầu, không thể không nói, qua điện hạ này đúng là không đơn giản, nàng ta lại cam lòng bỏ ra một nửa nguyên địa chia cho vị Diệp công tử này, để kéo vị Diệp công tử này về dưới trướng. Cổ dị thấp giọng nói, rốt cuộc hắn là ai? Kỳ điện hạ nhìn chân trời phía xa, hắn là ai? Ta không biết nhưng ta biết, sau lưng hắn có một thế lực khổng lồ, hoặc là một cao thủ siêu cấp. Nghe vậy, sắc mặt cổ dị lập tức trùng xuống. Kỳ điện hạ nói tiếp, ta kiến nghị với ngươi, nói chuyện với hắn, hoặc là trực tiếp từ bỏ nguyên địa, tấn công thần qua vực. Cổ dị nhìn kỳ điện hạ, hắn đáng sợ đến vậy sao? Kỳ điện hạ nhìn thẳng cổ dị, chẳng lẽ ngươi thấy hắn không đáng sợ sao? Tại sao thân xác ngươi lại vỡ vụn? Đơn thuần là vì luồng kiếm khí kia sao? Cổ dị im lặng. Sở dĩ thân xác hắn ta vỡ nát, còn có một nguyên do. Kiếm. Kiếm thanh huyên kia của Diệp Huyên mới là mấu chốt phá vỡ thân xác hắn ta. Kỳ điện hạ nhìn cổ dị, ngươi cảm thấy thanh kiếm kia đơn giản sao? Cổ dị im lặng. Kỳ điện hạ cười nói, tạm thời bỏ qua nguyên địa, trực tiếp tấn công thần qua vực. Thực ra chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không có gì khác biệt, bởi vì cho dù ngươi lấy được nguyên địa, cũng phải đến thần qua vực, diệt cỏ diệt tận gốc, không phải sao? Cổ dị nhìn kỳ điện hạ, không nói gì. Đương nhiên hắn ta cũng đề phòng vị kỳ điện hạ này. Bởi vì mục đích kỳ điện hạ này đến hợp tác với hắn ta cũng rất đơn giản, chính là diệt thần qua tộc. Về ân oán giữa thần qua tộc và đế quốc Minh nắm đó, đương nhiên hắn ta biết rõ. Lúc này, kỳ điện hạ cười nói, người đoán không sai, ý đồ của ta rất ràng, chính là tiêu diệt thần qua tộc, nhưng mục đích của ngươi không phải cũng như vậy sao? Advertisement. Cổ dị quay đầu nhìn chân trời phía xa, rốt cuộc lai lịch người này thế nào? Kỳ điện hạ lắc đầu, nếu ta đoán không nhầm thì chắc chắn qua điện hạ đang làm chuyện gì đó, còn vị Diệp công tử này thì phụ trách kéo dài thời gian cho nàng ta, mặc kệ nàng ta đang làm gì nhưng đối với ta mà nói. Đó đều không phải chuyện tốt. Vì vậy, ta đề nghị bây giờ ngươi cứ xuất kích toàn tộc, trực tiếp tiến về phía thần qua vực, còn về khổ hải, một khi diệt được thần qua vực, ngươi hà tất phải để ý đến khổ hải này. Lúc đó, nguyên địa lại càng hợp với thượng cổ dị tộc hơn, chẳng phải sao? Cổ dị lập tức nói, người đâu? Vừa nói xong, một ông lão áo đen đã xuất hiện bên cạnh hắn ta. Vẻ mặt cổ dị vô cảm, tất cả cao thủ hành động. Tiến về thần qua tộc, không ai ở lại. Toàn tộc hành động. Được ăn cả ngã về không? Ông lão áo đen khẽ gật đầu, sau đó lẳng lặng rời đi. Cổ dị quay đầu nhìn kỳ điện hạ, ta có thể tin tưởng kỳ điện hạ, đúng chứ? Kỳ điện hạ cười nói, người muốn ta đối phó với Diệp công tử. Cổ dị nhìn kỳ điện hạ có nguyện ý bỏ ra chút sức lực để tiêu diệt thần qua tộc không? Kỳ điện hạ gật đầu, được, Diệp công tử này cứ để ta. Cổ dị khẽ cười, vậy làm phiền kỳ điện hạ. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Kỳ điện hạ khẽ cười, sau đó quay người rời đi. Tại nguyên địa, ông lão gầy gò bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta thấp giọng nói, Diệp công tử, toàn bộ cao thủ thượng cổ dị tộc đã xuất kích, tiến về thần qua vực. Bọn họ muốn tấn công thần qua vực. Diệp Huyên im lặng. Hắn không ngờ thượng cổ dị tộc lại chơi chiêu như vậy. Bỏ qua nguyên địa, tấn công thần qua vực. Chơi trò gì vậy chứ?
Ông lão gầy gò vội nói, Diệp Thiếu, mong Diệp Thiếu đến thần qua vực chúng ta. Diệp Huyên im lặng. Hắn đồng ý với Ly Qua, là bảo vệ nguyên địa, chứ không đồng ý bảo vệ thần qua vực. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên vội nhìn Ly Qua, lúc này, Ly Qua đang bế quan tỏa cảng. Không thể làm phiền. Diệp Huyên cũng phiền não. Ông lão gầy gò thấy Diệp Huyên không nói, lập tức sốt sắng, Diệp công tử. Diệp Huyên nói, đến thần qua vực. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đưa các cao thủ đến thần qua vực. Thật ra hắn cũng có thể không đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn đi. Nếu thần qua vực thật sự bị tiêu diệt, lúc đó, chỉ có bản thân hắn đơn độc đối mặt với thượng cổ dị tộc thôi. Môi hở răng lạnh. Vì vậy, hắn không thể để thượng cổ dị tộc tiêu diệt thần qua tộc, chỉ khi thần qua tộc còn, thượng cổ dị tộc mới không thể kiếm chuyện với hắn và thư viện Quan Huyên. Hôm nay nếu hắn chỉ đứng chê cười, thì đến lúc đó, người bị chê cười chính là hắn. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão gầy gò vội nói, được. Hai người lập tức biến mất. Khi hai người tiến vào thần qua vực, một cô gái bỗng ngăn hai người lại. Người đến chính là Kỳ Điện Hạ. Nhìn thấy Kỳ Điện Hạ, Diệp Huyên cười nói, cô nương xuất hiện nơi này, chắc chắn không phải trùng hợp, đúng chứ? Kỳ Điện Hạ gật đầu, Diệp công tử, ta là đến nói chuyện với ngươi. Diệp Huyên nhìn Kỳ Điện Hạ, đại diện bản thân ngươi, hay là cho thượng cổ dị tộc? Kỳ Điện Hạ cười nói, đại diện cho bản thân ta. Diệp Huyên gật đầu, nói gì? Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên, nói về chuyện Diệp công tử chớ có nhúng tay vào chuyện của thần qua vực. Diệp Huyên đang định nói thì Kỳ Điện Hạ nói tiếp, hai tỷ thần qua tinh. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng ngây người. Kỳ Điện Hạ cười nói, Diệp công tử, chỉ cần ngươi đồng ý, hai tỷ thần qua tinh lập tức về tay. Ngoài ra, một vào bảo vật mà đế quốc Minh ta để lại năm đó, ta cũng sẽ tặng cho Diệp công tử. Diệp Huyên im lặng. Thấy vậy, vẻ mặt ông lão gầy gò bên cạnh lập tức trở nên khó coi. Nếu lúc này Diệp Huyên phản bội, vậy đối với thần qua tộc mà nói là rắc rối lớn rồi. Mà lúc này, Diệp Huyên lại lắc đầu từ chối, không được. Kỳ Điện Hạ sững sờ. Diệp Huyên cười nói, ta đã đồng ý với Qua Điện Hạ trước rồi, vì vậy, ta sẽ cùng nàng ấy chống lại thượng cổ dị tộc, dù sao, ta và nàng ấy hiện tại cũng là có chúng lợi ích, mà Kỳ Điện Hạ, nếu ta đồng ý với ngươi thì cũng có thể lập tức được một khoản hời, nhưng, như vậy phạm vào nguyên tắc làm người và nội tâm ta. Có thể tham tiền, nhưng, không thể không có phẩm giá. Nói xong, hắn lập tức dẫn theo ông lão gầy gò đi về phía xa. Kỳ Điện Hạ ở tại chỗ ngây người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt có chút tán thưởng. Nàng rất tán thưởng người có nguyên tắc. Như lời Diệp Huyên nói, có thể tham tiền, nhưng không thể không có phẩm giá. Lúc này, một chiến tướng xuất hiện sau lưng Kỳ Điện Hạ, chiến tướng lạnh giọng nói, Điện Hạ, hắn cứ muốn nhúng tay vào, vậy làm sao mới tốt? Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi cảm thấy thượng cổ dị tộc có thể tiêu diệt được thần qua tộc không? Chiến tướng trầm giọng nói, phần thắng rất lớn. Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không có phần thắng. Chiến tướng không hiểu. Kỳ Điện Hạ khẽ cười rồi nói, bởi vì vị Diệp công tử này đã tham gia rồi. Chiến tướng thấp giọng hỏi, Điện Hạ, tại sao người lại e sợ vị Diệp công tử này vậy? Ta thừa nhận, quả thực hắn không hề đơn giản, sau lưng hắn có thể có cao thủ đỉnh cao, nhưng, hắn thật sự đáng sợ vậy sao? Kỳ Điện Hạ khẽ nói, hắn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ nhiều. Vẻ mặt chiến tướng nghi ngờ, tại sao? Kỳ Điện Hạ nhìn bóng lưng Diệp Huyên phía xa, khẽ nói, nếu ta muốn giết hắn, dưới tình huống không có tác động từ bên ngoài, thì nắm chắc 10 phần, cho dù hắn tiến vào siêu thời không, thì ta cũng có thể giết chết. Chiến tướng lại sửng sốt sau đó vui mừng, Điện Hạ, người, đạt đến cấp bậc nào rồi? Lúc này, Kỳ Điện Hạ lại nói, vì nguyên do công pháp ta tu luyện, cho nên, có thể cảm nhận được nhân quả chưa biết, mỗi khi ta có sát tâm, một phần nhân quả kinh người sẽ lại đổ lên đầu ta, như vậy khiến ta hiểu được, nếu ta ra tay, chẳng những không giết được hắn, mà còn sẽ bị giết. Nói rồi, nàng khẽ nhắm mắt lại, người sau lưng hắn, vô cùng đáng sợ. Ta vĩnh viễn không sánh bằng. Thần qua vực. Khi Diệp Huyên đến thần qua vực, lúc này ở thần qua vực,
toàn tộc đều cực kỳ đề phòng. Đến mấy nghìn cao thủ chân tiên cảnh. Về mặt đội hình, đã chấn áp cả thần qua tộc, cộng thêm Ly Qua hiện tại không có mặt, thần qua tộc bỗng chốc như mất trụ cột. Trong thần qua tộc, hiện tại Ly Minh và các trưởng lão thần qua tộc đều đích thân đón Diệp Huyên, đối với Diệp Huyên, đương nhiên bọn họ đã biết. Đây là một vị kiếm tu mà Ly Qua đã nhờ vả. Vì vậy, thần qua tộc cũng rất tôn trọng Diệp Huyên. Ngoại trừ nguyên do vì Ly Qua, còn có một nguyên do khác, chính là thực lực Diệp Huyên đủ mạnh. Một kiếm tu có thể đánh bại cao thủ chí thánh cảnh, thần qua tộc há có thể coi thường. Trong điện, Ly Minh nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, Qua Nhi rốt cuộc hiện tại đang làm gì? Các cao thủ trưởng lão còn lại cũng đều nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, Ly Qua cô nương hiện tại đang bế quan tu luyện, đang ở một nơi đặc biệt. Ly Minh nhíu mày, nơi đặc biệt. Diệp Huyên gật đầu. Vẻ mặt nhóm người Ly Minh lập tức có chút khó coi. Đây là chuyện liên quan đến sinh tồn của Ly Qua tộc, mà hiện tại nàng ta còn tu luyện. Thật ra, bọn họ lại càng lo lắng rằng Lý Qua bỏ trốn rồi. Tuy khả năng này không quá lớn, nhưng, không có nghĩa không có khả năng này. Vì vậy, ai ai cũng có chút hoảng loạn. Dù sao, thượng cổ dị tộc cũng mạnh như vậy. Diệp Huyên cười nói, ta đưa các vị đến một nơi. Nói xong, hắn lập tức đưa mọi người vào tiểu tháp. Hắn biết, chỉ có đưa bọn họ vào trong tiểu tháp, thì những người này mới an tâm và hiểu được, sau đó sẽ cùng hắn chống lại thượng cổ dị tộc. Còn về việc để lộ tiểu tháp, hắn không sợ chút nào. Hắn cần phải sợ sao? Khi nhóm người Ly Minh đi vào tiểu tháp, lập tức ngơ người tại chỗ. Ngay sau đó, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Kinh sợ. Cảnh tượng này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn họ. Mà lúc này, Diệp Huyên lại dẫn mọi người rời đi. Trong điện, vẻ mặt mọi người vẫn còn kinh sợ không giấu nổi. Diệp Huyên nói, chúng ta phải cho Ly Qua cô nương chút thời gian. Ly Minh vội nói, đúng đúng, phải cho Qua Nhi chút thời gian. Diệp công tử, phải phòng ngự thế nào, người cứ dặn dò, thần qua tộc ta đều nghe theo phân phó của ngươi. Các trưởng lão còn lại đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Rõ ràng, đã ngầm đồng ý quyết định của Ly Minh. Lúc này, bọn họ chỉ có thể ký gửi hy vọng vào Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, trong thần qua vực, có đại trận không? Ly Minh gật đầu, có chính đại trận bảo vệ siêu cấp. Diệp Huyên gật đầu, đồng thời khởi động cả chính đại trận. Ly Minh nhìn Diệp Huyên, đồng thời khởi động. Không phải sử dụng lần lượt từng đại trận sao? Diệp Huyên nhìn Ly Minh, rồi để bọn họ tiêu diệt từng cái sao? Ly Minh ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn ta quay người nhìn các trưởng lão, cốc trưởng lão, lập tức khởi động toàn bộ đại trận. Cốc trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó quay người lui xuống. Không lâu sau, toàn bộ đại trận trong thần qua vực đều được khởi động, ngay sau đó, từng màn chắn sáng vô biên vô cực lần lượt bao phủ cả thần qua vực. Mà lúc này, các sinh linh trong thần qua vực cùng đều kinh ngạc. Đại trận bảo vệ được khởi động rồi. Có nghĩa, có đại địch đến rồi. Sau khi khởi động toàn bộ đại trận của thần qua tộc, cao thủ thượng cổ dị tộc đã đến. Người không nhiều, nhưng đều là cao thủ đỉnh cao. Nhìn thấy nhiều cao thủ đỉnh cao thượng cổ dị tộc như vậy, vẻ mặt nhóm người Ly Minh thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi. Về đội hình, thì thần qua tộc đã bị trấn áp rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên thì bình tĩnh, hắn nhìn tộc trưởng thượng cổ dị tộc, cổ dị, cười nói lần trước chưa bị đánh đủ sao. Nghe vậy, vẻ mặt cổ dị lập tức trở nên khó coi. Lời nói xuyên tim. Cổ dị đang định nói thì Diệp Huyên bông rút kiếm thẳng lên trời, trực tiếp lao ra khỏi màn bảo vệ. Đến trước mặt cổ dị. Đương nhiên không phá vỡ màn bảo vệ này rất đặc biệt, có thể đi ra từ bên trong, nhưng không thể tiến vào từ bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Huyên trực tiếp lao đến trước mặt nhóm người cổ dị, hai bên đều ngây người. Đây là muốn một mình đấu với cả thượng cổ dị tộc sao? Diệp Huyên nhìn cổ dị, đấu tay đôi. Đấu tay đôi. Nghe thấy lời Diệp Huyên, mọi người trong sân đều nhìn cổ dị. Cổ dị sẽ đồng ý sao? Cổ dị lại im lặng. Lúc này, Diệp Huyên lại lên tiếng, cổ dị tộc trưởng,
ta cũng không ức hiếp ngươi, một kiếm, nếu một kiếm không thể giết chết ngươi, Diệp Huyên ta sẽ tự sát trước mặt mọi người. Nghe thấy lời Diệp Huyên, các cao thủ trong sân đều sững sờ. Kiêu ngạo như vậy sao? Diệp Huyên cầm kiếm đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh, tà áo khẽ bay theo làn giá, rất có phong phạm tông sư. Một kiếm. Đương nhiên là hắn đang chém gió thôi. Tuy hắn không sợ cổ Diệp này, nhưng nếu một kiếm chém chết đối phương, thì hắn vẫn không làm được. Tuy làm không được, nhưng cũng không ảnh hưởng việc hắn chém gió. Đánh nhau quan trọng nhất là gì? Khí thế. Có thua cũng không thua mặt mũi, khí thế phải giả vờ vững vàng. Không thể không nói, khí thế này của Diệp Huyên quả thực rất cứng. Lúc này, cổ Dị đã hoàn toàn bị khí thế của Diệp Huyên trấn áp. Các cao thủ thần qua tộc đều vô cùng phấn khích. Lý Minh ở bên cạnh bỗng cười nói, người đàn ông của Qua Nhi, quả thực không tầm thường. Giọng nói không lớn, nhưng toàn bộ cao thủ trong thần qua tộc đều nghe thấy. Người đàn ông mà thiếu tộc trưởng tìm. Chết tiệt! Đây là phò mã tương lai của thần qua tộc sao? Phò mã này cũng được lắm. Mọi người đều rất hài lòng, ngay cả nhóm trưởng lão rất soi mói thì lúc này cũng đều gật đầu, tỏ ý vừa lòng. Phải biết rằng, đối với chuyện hôn nhân đại sự của Ly Qua, người trong thần qua tộc đều rất coi trọng. Nhất là các trưởng lão, chuyện gì Ly Qua cũng có thể làm chủ, nhưng về kén chồng thì nàng ta không thể tùy ý tìm, phải biết rằng con của Ly Qua sinh ra phải kế thừa cơ nghiệp khổng lồ của thần qua tộc. Vì vậy, Ly Qua nhất định phải tìm một người ưu tú. Mà tìm được vị Diệp công tử này, lại rất ưu tú. Lúc này, Diệp Huyên trong lòng các cao thủ thần qua tộc, đã là người của thần qua tộc rồi. Trên không, cổ Dị nhìn Diệp Huyên trước mặt, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ứng chiến. Không thể không nói, hắn ta có chút sợ hãi. Bởi vì hắn ta đã nhìn thấy một kiếm kia ban đầu của Diệp Huyên, một kiếm đó trực tiếp đánh vỡ nát thân xác hắn ta. Mà hắn ta không chắc một kiếm lúc đầu đó Diệp Huyên dùng bao nhiêu phần uy lực, nếu một kiếm kia Diệp Huyên chẳng dùng sức gì. Nghĩ đến đây, hắn ta bất giác lại lo sợ vài phần. Như nghĩ đến gì đó, cổ Dị bỗng quay đầu nhìn một ông lão, Kỳ Điện Hạ đâu. Vẻ mặt ông lão có chút khó coi, không liên lạc được với nàng ấy. Vẻ mặt cổ Dị trở nên khó coi. Không tìm được. Mấy cô nương này không phải là chạy rồi chứ. Lúc này, Diệp Huyên bên kia bỗng nhíu mày, cổ Dị tộc trưởng, chiến hay không chiến, lùi hay không lùi, người muốn làm gì? Muốn ăn trực sao? Ha ha! Ở bên dưới, các cao thủ thần qua tộc lập tức bật cười. Còn vẻ mặt các cao thủ bên thượng cổ Dị tộc lại vô cùng khó coi. Sỉ nhục người khác quá rồi. Lúc này, cổ Dị cũng biết, hắn ta nhất định phải chiến rồi. Cổ Dị tiến lên một bước. Một luồng khí thế kinh người bỗng bùng phát từ trong cơ thể hắn ta, nhưng còn chưa lại gần Diệp Huyên thì đã bị kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên ngăn lại. Cổ Dị nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta muốn xem, ngươi làm sao để giết ta chỉ với một kiếm. Diệp Huyên cười lớn, huyết mạch trong cơ thể bỗng kích hoạt, sau đó, một luồng kiếm ý đỏ rực phóng thẳng lên trời, bên ngoài màn sáng lập tức biến thành một vùng biến máu. Huyết mạch chi lực. Mà ngay lúc này, Diệp Huyên vũng tay phải, thoáng chốc, thời không xung quanh bắt đầu bị anh gấp lại. Lúc này, Diệp Huyên đã tiến vào thời không. Thấy vậy, vẻ mắt mấy người cổ Dị kia lập tức thay đổi. Loại chiêu thức gấp thời gian này, bọn họ là lần đầu nhìn thấy. Lúc này, cổ Dị có chút mờ ảo rồi. Ngay lúc ấy, Diệp Huyên nâng tay chém xuống một kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyên chém xuống một kiếm. Các cao thủ thượng cổ Dị tộc ở bên cạnh cổ Dị đều lùi lại, bởi vì một kiếm này thực sự quá kinh khủng. Còn cổ Dị kia thì không thể lùi. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn ta. Mà lúc này cổ Dị đã không còn tự tin đỡ lấy một kiếm này, uy lực kiếm này quá kinh khủng. Nhưng hắn ta không thể không đỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 249.